ngươi đang làm gì? Làm đất. Vụ thu cũng đã thu hoạch, còn sửa sang làm gì? Chuẩn bị sang năm cày bừa vụ xuân. Ngươi yêu làm ruộng như vậy sao? Cuộc đời này ta không yêu gì cả, chỉ yêu làm ruộng. Ít nói văn chương lại cho ta, thơ văn của ngươi còn không phải do cha ngươi dạy ngươi. Lão tử chính là yêu việc nhà nông, câu này có thể chứ? Ta mới là lão tử của ngươi. Vâng vâng vâng, ta là tôn tử của ngươi. Ngươi là cha của cháu ta. Ta là nhi tử của lão bà của ngươi. Quên đi, mặc kệ ngươi là tôn tử hay nhi tử của ai, tùy ngươi thích làm sao liền làm như thế. Bất quá, ngươi trả lời câu hỏi này của ta. Trả lời cái gì? Trong thôn chúng ta, ngươi có vừa mắt cô nương của gia đình nào không? Không. Thế còn trong gia tộc? Các nàng là tỉ muội, không phải cô nương. Tốt lắm, nếu đã không có, vậy ngươi liền cút khỏi thôn trang, đợi khi tìm được lão bà rồi trở về làm ruộng. Ta cũng không muốn tiếp tục nghe mẹ ngươi lải nhải. Vì sao ta không thể ở trong thôn chờ đợi? Chờ cái gì? Chờ trên trời rớt xuống một lão bà đến đạp nát đầu ngươi. Đúng. Đúng cái đầu ngươi. Trong thôn ngươi không vừa mắt cô nương nào, lại không chịu ra khỏi cửa đi tìm, chỗ nào có lão bà đến chịu thành thân với ngươi? Ta còn chưa muốn thành thân. Nguyên nhân? Không có hứng thú. Ta không thể đợi ngươi có hứng thú, chờ nương ngươi bắt đầu khóc đổ trường thành sẽ không kịp. Đến lúc đó chúng ta cùng toàn bộ người trong thôn ai cũng trốn không thoát, bao gồm hai phụ tử chúng ta, tất cả đều bị nàng khóc đến chết. Ta đây cha ngươi còn chưa sống đủ, cho nên, lập tức cút cho ta. Cha tùy tiện chọn giúp ta chọn một người cũng được. Ta sẽ chọn một con heo mẹ cho ngươi. Cũng có thể a, ít nhất heo mẹ có thể sinh con, nương nên cao hứng đi. Tiểu tử này ngươi tại sao lại như vậy? Cho ngươi tự chọn là hy vọng ngươi có thể sống hạnh phúc cả đời, phải dựa vào duyên phận, hiểu không? Duyên phận. Đúng, lấy lão bà cũng cần nhờ duyên phận. Cho nên ngươi hãy ra khỏi nhà đi tìm duyên phận của ngươi. Cũng được, đợi xuất môn rồi, kẻ đầu tiên đến cầu thân với ta, mặc kệ đối phương là lão thái bà hay tiểu nha đầu, là tiên trên trời hay trung vô diệm, là cây gậy trúc hay trái bí đao lớn, là heo cái hay bò cái, ta đều cưới nàng làm vợ. Việc này cũng coi như là duyên phận. Như vậy cũng được, bất quá còn phải thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Sinh nhi tử mới cho trở về. Bởi vậy, nếu ngươi lấy một người vợ ấp mãi không ra trứng, đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng trở về đây làm ruộng. Vì sao nhất định phải có nhi tử? Biết rõ còn cố hỏi. Nhà chúng ta đại đại đơn truyền, mẹ ngươi sinh 6 hài tử, cũng chỉ có ngươi có thể nối dõi, bởi vậy, thật nên trách dòng họ tổ tiên ta không tốt. Như thế nào, ngươi nghĩ sửa họ phải không? Có thể chứ. Ngươi thấy có thể được không? Xem cha cười vui vẻ như vậy, đại khái là không thể. Biết là tốt rồi, tóm lại, nếu ngươi không sinh được một người nối dõi, mẹ ngươi sẽ tự trách chính nàng sinh không ra đứa con trai thứ hai. Cho nên, ngươi đã yêu làm ruộng, liền thuận tiện cho chúng ta một loại tên là nhi tử đi. Việc này vô cùng đơn giản. Ở bên ngoài ruộng rau không thiếu củ cải, khoai lang, sao cha không đi hái một củ để được thông qua? Ngươi con mẹ nó cút đi cho ta. Cút cút ngay, ta sẽ đến Giang Nam làm ruộng, một năm hai lần thu hoạch, rất tốt. Tốt lắm, vậy ngươi đi thu hoạch thóc đến đẻ chết ngươi đi. Cũng so với việc bị nữ nhân đẻ chết tốt hơn nhiều. Ai nói bị nữ nhân đẻ chết không tốt? Bắt xây dựng thời Ngô Vương Phù Sai, cùng với Vạn Lý Trường Thành nổi danh Nam Bắc, dài 7.000 dặm, Vô Tích là nơi duy nhất nó đi qua mà trở thành thị trấn, từ cầu Nam Trường tới cầu Thanh Danh, hai bờ sông, bức tường màu trắng ngói san sát nối tiếp nhau. Trước khách điếm, sau là nhà dân chúng, cơ hồ từng nhà đều có bến tàu, chiếc cầu nhỏ, thành thị chuyên về gạo thóc thật bận rộn.
Hộ quốc tự hương khói vô cùng thịnh vượng, thuyền bè qua lại nhộn nhạo ở khắp trên sông, đây cũng là cảnh tượng độc nhất vô nhị ở Vô Tích, thủy ngõ. Cung gia Tiêu cục cũng là một hộ trên thủy ngõ đó. Ta tới, ta tới. Buổi sáng, trong phòng bếp cung gia Tiêu cục đang bề bộn chuẩn bị bữa trưa, cung Tuyết Lăng vốn là người phụ trách chỉ huy nhìn thấy trời đã không còn sớm nữa rồi, không nhìn được đoạt lấy cái nồi, chính mình làm có vẻ nhanh hơn. Tiểu thư, nữ đầu bếp không yên nghĩ đến cảnh mình bị đuổi về nhà. Đừng cãi. Cung Tuyết Lăng nhanh tay nhanh chân một bên thêm gia vị, một bên xào rau, lại nếm thử hương vị như thế nào. Nghe nói biểu ca lại gây họa, tâm tình của cha nhất định không tốt lắm, chúng ta phải làm một bữa thật ngon, hơn nữa cũng phải chuẩn bị rượu ngon, có thể làm cha vui vẻ lên. Nữ đầu bếp yên lặng không nói gì, bởi vì biểu thiếu gia thật sự đã gây họa ở bên ngoài, tâm tình của lão gia cũng không tốt lắm. Bình thường nam nhân khi không vui, rượu ngon, thức ăn ngon chính là một phương pháp hữu hiệu để tâm tình chuyển biến tốt, mà tay nghề của tiểu thư giống như phu nhân đã qua đời như đúc, thế nên ai cũng học không được việc nấu món ăn hợp với khẩu vị của lão gia. Ngay lúc này, để tiểu thư tự mình động thủ thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, nữ đầu bếp cam tâm tình nguyện buông tay. Được rồi, sườn đã được. Cung Tuyết Lăng thuận tay đem sườn cho nổi trên khay, sau đó lại nói đến món cơm chiên tôm, ta chịu trách nhiệm bóc vỏ tôm, ngươi chịu trách nhiệm phối liệu. Cho nên hai người phân công hợp tác làm việc. Tiểu thư, biểu thiếu gia lại gây thêm tai họa gì rồi? Vừa giơ tay xuống cắt thức ăn, nữ đầu bếp thuận miệng hỏi. Làm sao ta biết? Cung Tuyết Lăng bận rộn gỡ tôm, Mạn Bất Kinh tâm trả lời, biểu ca ngay cả việc đi nhà xí cũng có thể gây ra tai họa. Huống chi chuyện của hắn ta thật sự không thể biết, thật sự không biết là hắn đã gây ra chuyện gì. Thật là, biểu thiếu gia cũng 22 tuổi. Nhưng chuyện gì cũng làm không tốt, đều do cô của người quá cưng chiều hắn. Ta giơ hai tay hai chân đồng ý. Một tay cầm đầu tôm, một tay cầm đuôi tôm, Cung Tuyết Lăng giơ cao hai tay nói. Nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù trượng phu đã chết, cô của người cũng không có đạo lý mang con cái về nhà mẹ đẻ để cho lão gia nuôi, nhà chồng cũng không phải là không có ai. Không có biện pháp, cô nói người bên nhà chồng đối với người không tốt. Ta thấy cô của người là do tùy hứng đi. Đâu chỉ tùy hứng, cô căn bản là kiêu ngạo, ương ngạnh, lại thêm cuồng vọng bá đạo. Bất quá, chúng ta cũng không có thể tới cửa cũng không cho bọn họ bước vào. Bỗng nhiên ngừng lại một chút, lại than thở, mặc dù ta là rất muốn làm như vậy. Nữ đầu bếp bật cười, thì ra là tiểu thư cũng nghĩ như vậy. Đã sớm nhìn không được nữa, cho nên nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, Cung Tuyết Lăng quay đầu xem một chút thấy không ai nghe lén, lúc này mới nháy mắt ra hiệu nói tiếp. Cho nên mỗi cách 10 ngày nửa tháng, ta liền, hắc hắc hắc, cho cả nhà 4 người của cô thưởng thức một ít canh ba đậu, để cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày. Tiểu thư, nữ đầu bếp kinh hô, nhưng chỉ một tiếng, nàng vừa nhìn không được bật cười. Làm rất khá. Ai bảo bọn họ luôn làm phiền cha ta? Nói cũng phải, lão gia thật đúng là cực khổ, cô của người tùy hứng, biểu thiếu gia vừa không biết nhìn xa, hai vị biểu tiểu thư cũng bị nuông chiều từ bé, lão gia chỉ là ứng phó phiền phức của bọn họ. Sớm muộn gì cũng mệt chết. Cho nên ta mới thỉnh bọn họ uống canh ba đậu, để bọn họ nghỉ ngơi, cha cũng mới có thể nghỉ ngơi. Cung Tuyết Lăng hợp lý hợp tình thanh minh hành vi của bản thân nói ra. Thật ra thì ta đã sớm đề nghị cha đem một phần tiêu cục ở đối diện Lư Mã giao cho biểu ca xử lý, cả nhà bọn họ cũng có thể rời qua đó ở, về sau có vấn đề gì cũng tùy bản thân bọn họ tự giải quyết, hết lần này tới lần khác cô đánh chết cũng không muốn. Mặt dày mày dạn ở chỗ này để cho cha hao tổn tâm trí. Bởi vì bọn họ họ không muốn ăn uống cực khổ, chỉ muốn sống dễ dàng. Nữ đầu bếp lẩm bẩm. Cũng bởi vì bọn họ không nghĩ sẽ chịu bất cứ trách nhiệm gì, nên vấn đề xảy ra thì ném cho người khác giải quyết. Càng bởi vì bọn họ chỉ muốn sống những ngày tháng tốt lành, không đến sẽ trả giá lấy nửa điểm. Ta cũng cho là như vậy.
Cung Tuyết Lăng oán hận bẻ đầu tôm, giống như việc bẻ cổ cô cô. Xem ra muốn bỏ rơi người cô cô phiền toái này cũng không dễ dàng. Đâu chỉ không dễ, ta xem căn bản không có khả năng. Đáng giật, lại dùng lờ bẻ đứt một cái đầu tôm khác, thiếu chút nữa bỏ vào trong miệng cắn cho nát bươm. Nữ đầu bếp đưa mắt liếc nàng một cái, cười lắc đầu. Tiểu thư, người lo lắng cho lão gia, sao không quan tâm bản thân mình một chút, nghe nói vị hôn phu bên kia cũng hối thúc nhiều lần chuyện thành thân rồi, tuy nhiên lúc nào cũng bị tiểu thư tìm cách trì hoãn lại. Việc này không tốt lắm đâu, tiểu thư cũng 17 tuổi rồi đúng không? Ta không muốn gả thôi. Tại sao? Cung Tuyết Lăng nữa muốn nói nữa nhưng lại thôi, lườm nữ đầu bếp một cái. Cho dù nàng thật sự không nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng đây là con đường mà bất kỳ cô nương nào cũng phải đi. Nàng rất rõ ràng, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, huống chi đó là hôn sự do lão thái gia đã mất khi nàng mới 3 tuổi lập thành hôn ước này, nàng không thể cự tuyệt, để cha tránh khó xử. Nhưng là, nàng thật sự không yên lòng phụ thân cùng hai ca ca. Đường đường là đại tiểu thư của một tiêu cục, lại có một thân võ công không tệ, nàng vốn dĩ chỉ cần hạ nhân đến hầu hạ là được. Nhưng kể từ khi mẫu thân qua đời, mới 13 tuổi, nàng đã đảm nhiệm chức trách của một đương gia chủ mẫu, đốc thúc nô bộc sửa sang nhà cửa, lo liệu ngày 3 bữa cơm, xử lý tranh cãi của bọn hạ nhân, tùy thời chú ý những việc của cha cùng hai vị ca ca cần. Lễ mừng năm mới cũng đích thân vì bọn họ may y phục mới, làm giày mới. Còn phải ứng phó những yêu cầu tùy hứng của cô cùng hai vị biểu tỷ muội. Những việc lặt vặt trong nhà, đều cố gắng thay mẫu thân đã mất gánh vác. Hiện giờ nàng đã 17 tuổi, sớm nên lập gia đình, nhưng nàng vẫn kéo dài thời gian chưa chịu gả đi. Hôn kỳ kéo dài rồi lại kéo dài đến nỗi cha chồng tương lai cũng bắt đầu bất mãn, nàng cũng không cần. Đơn giản là nàng lo lắng không ai có thể giống như nàng chuyên tâm chiếu cố phụ thân cùng hai vị ca ca. Nàng cam tâm tình nguyện chờ đến khi đại ca cưới lão bà mới suy nghĩ cho bản thân. Ở trong lòng của nàng, cha cùng ca ca đối với bản thân nàng quan trọng hơn. Không có nữ nhân, ba người đại nam nhân bọn họ vừa phải xử lý những việc quan trọng trong tiêu cục, thì có biện pháp nào ứng phó với những chuyện vặt vãnh trong nhà sao? Cung gia tiêu cục trải qua nhiều đời, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Ở trên giang hồ chưa nói tới cái gì danh vọng hiển hách, cũng không có chỗ dựa vững chắc. Bất quá tổng tiêu đầu đối với mọi người quan hệ tốt, cũng có một chút tên tuổi, áp tải bên ngoài, ít có người nào gây khó dễ không cho qua. Cho dù là có, mặt đối mặt đàm phán vài câu thì cũng qua, chưa có lần nào xảy ra tình huống người chết ta sống. Bất quá vào hôm nay, cung gia tiêu cục sau một thời gian tích được một ít lũy danh tiếng, thật vất vả mới tạo lập được sắp sửa bị hủy chỉ trong một ngày. Thật ra thì chỉ do một cái tiểu tử chỉ biết ăn uống ham sắc đẹp làm phá sản kia. Ngươi cái đồ súc sinh. Cậu. Lần đầu đi áp tiêu đã gây ra chuyện lớn như thế này, chẳng những say rượu hỏng việc, còn hồ đồ ngủ với vị hôn thê của người ta. Bây giờ người ta bảo ngươi đem muội muội của ngươi đến bồi thường cho hắn, xin hỏi ngươi tính toán như thế nào? Ta. Người bên trong luyện võ đường đang giận dữ chính là cung Mạnh Hiền, chủ nhân cung gia tiêu cục. Còn bên cạnh, đang bị hắn phun nước miếng quần cuộn là cháu bên ngoại của hắn, Lục Học Quý. Đây chính là chuyện đáng giận nhất. Người gây họa lại không phải là con của hắn. Nếu như là con hắn, hắn còn có thể tự trách mình không biết cách dạy con, trách sao con bướng bỉnh không dạy được. Sau đó cầm tấm ván gỗ điều bập hắn vài chục đại bản cho thành đầu heo rồi mới nói tiếp, nhưng hết lần này tới lần khác đều không phải. Lục Học Quý thường ngày chính sự không làm, một mép, ăn nói mạnh miệng, này là con trai bảo bối độc nhất của cung Như Mị, muội muội của hắn, hắn căn bản quản không được. Mỗi khi hắn nhìn không được cháu ngoại trai tùy hứng làm bậy, nghĩ định, dạy mấy câu, cung Như Mị sẽ đi trước một bước quỳ trước bài vị cha mẹ gào khóc muốn chết muốn sống. Trách cứ cha mẹ tìm trượng phu cho nàng là người chết quá sớm, hại nàng cô nhi quả mẫu bị người nhà khi dễ. Người ta Mạnh Khương Nữ khóc làm đổ trường thành của Tần Thủy Hoàng, nàng cung Như Mị lại khóc làm đổ bài vị cha mẹ chính mình. Bởi vậy, cung Mạnh Hiền không thể làm gì khác hơn là sẽ đem nổi giận cố gắng nuốt vào trong bụng.
ai bảo mắt cha mẹ không tốt, trái không chọn, phải không chọn, hết lần này tới lần khác chọn một người có bệnh lao. Phận làm con nên gánh chịu lỗi của cha mẹ, Cung Mạnh Hiền không thể làm gì khác hơn là tùy ý muội muội của mình ngày càng nuông chiều con, kết quả cho ra một lục học quý vô pháp vô thiên, mỗi ngày đi với hắn đều là những đứa bạn nhậu phóng túng, suốt ngày rêu rao khắp nơi, suốt ngày sinh sự làm cho Cung Mạnh Hiền nhức đầu. Cho tới bây giờ, việc lục học quý làm ra Cung Mạnh Hiền cũng không có cách nào giải quyết, cho dù Cung Như Mị ở trước bài vị cha mẹ khóc lóc đến chết, hắn cũng không có cách. Nói đi, ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào? Ngươi thật muốn đem muội muội ngươi bồi thường? Không, ta dù có chết cũng không gả. Ta cũng không gả. Hai vị rất có ăn ý cùng nhau gân cổ lên kháng nghị này chính là muội muội của Lục Học Quý, Lục Bội Nghi 19 tuổi cùng Lục Bội Cầm 17 tuổi. Các nàng kiên quyết không chịu. Liều chết không lấy, bởi vì Lục Học Quý chọc tới chính là Hắc Bang Bách Hiểu Hội Võ Lâm Cửu Đại Lục Lâm. Bách Hiểu Hội ngoài mặt kinh doanh ngựa mà làm được đại bang đại phái, thật ra thì ngầm vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Đặc biệt, Bách Hiểu Hội có hai phụ tử, nữ nhân được đưa vào, đều lần lượt dùng quan tài mang ra cửa, bởi vì hai phụ tử bọn họ cũng là sấp xỉ ra thú loại cuồng ngược đãi. Cái loại trượng phu này, ai dám gả? Gọi Tuyết Lăng gả đi sao? Cung Như Mị thốt ra. Chậm đã. Không đợi Cung Mạnh Hiền đáp lại, đứa con lớn Cung Trọng Khanh liền tức giận gầm thét. Cô cô, đây chính là con của người gây họa, đáng lý phải là do Lục gia các ngươi tự mình nghĩ biện pháp, vì sao ngược lại muốn muội muội vô tội của ta gánh chịu? Hơn nữa, cô có hai nữ nhi. Lão nhị Cung Trọng Thư càng tức giận hơn, chúng ta chỉ có một muội muội, tại sao muốn chúng ta phải hy sinh bảo bối duy nhất? Cung Như Mị á khẩu không trả lời được, con ngươi vừa chuyển, đang định làm lại trò cũ khóc kêu trời trách đất, ngươi chết ta sống, vô luận như thế nào, con gái ruột thịt bảo bối của nàng chính là chịu không nổi bất kỳ ủy khuất nào, hài tử của người khác thì để người khác đi hao tổn tâm trí, không liên quan đến nàng. Rất đáng tiếc, cổ của nàng vừa mới bắt đầu rung, còn chưa kịp biểu hiện một chút kỹ thuật, đứa con quý tử của nàng trước một bước ấp úng mở miệng. Ta lừa gạt bọn họ nói hai muội muội đều đã đính hôn, tháng này ách, sẽ thành thân. Cung Mạnh Hiền ngây ngốc, cau mày, ánh mắt ra vẻ không tin, cứ đi vòng qua Lục Học Quý. Cho nên bọn họ coi như xong, Bách Hiểu Hội lúc nào trở nên dễ tính như vậy. Lục Học Quý nuốt nhổ nước miếng, ta còn nói vị hôn phu của các nàng là Hải Gia cùng Hà Hậu Gia. Thông minh, Tùng Giang Phủ Hải Gia cùng Ninh Quốc Phủ Hà Hậu Gia cũng là võ lâm thế gia, nếu là tính toán không tốt, Bách Hiểu Hội cũng không dám dễ dàng đắc tội. Đừng nói đoạt vị hôn thê của bọn hắn, chẳng qua. Quá hoang đường, Cung Trọng Thư oán giận giống to. Ninh Quốc Phủ Hà Hậu Gia rõ ràng là gia gia lúc tiểu muội 3 tuổi lập thành hôn sự, không đến chuyện Lục gia các ngươi quản, tại sao phải tùy tùy tiện tiện hai câu nói đã bị các ngươi chiếm lấy. Còn có, nói Tùng Giang Phủ Hải Gia cũng rất. Cung Trọng Khanh lạnh lùng nói, Hải Gia quả thật nhắc tới hôn sự nhiều lần, nhưng cô ngại công tử nhà bọn họ ẻo là, hình như cũng chưa đáp ứng. Ứng phó một chút cũng không được sao? Cung Như Mị bật thốt lên nói. Không phải là ứng phó, Lục Học Quý ánh mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất, lạnh rung lui lui ngập ngừng nói, bọn họ nói sẽ phái người tới xem, nếu như Bội Nghi cùng Bội Cầm không y lời nói của ta nói này, tháng này gả đi ra ngoài, bọn họ sẽ phải chọn một người mang đi. Một ngày yên lặng, sau đó, Lục gia hai vị tiểu thư cùng Cung Như Mị ở trong cùng nháy mắt hét chói tai. Tại hiện trường nếu có bình hoa, nhất định sẽ tại chỗ anh dũng hy sinh, thịt nát xương tan. Không, hai tỷ muội trăm miệng một lời, thật là ăn ý. Mau trả lời đồng ý hôn sự với Hải Gia. Không kịp trách cứ con, Cung Như Mị vội vàng hấp tấp khàn giọng kêu to, ngẩng cao cổ họng áp chế thanh âm hai nữ nhi một giết gà, một làm thịt dê. Xem Hải công tử vừa ý người nào. Cuối tháng để cho bọn họ thành thân, ẻo là vẫn là tốt hơn so với ngược đãi cuồng, rồi hãy nói,
kẻo là cũng tương đối dễ khống chế. Về phần người kia người, ta lập tức đi giúp các nàng tìm đối tượng. Ngữ tất, Cung Mạnh Hiền xoay người liền muốn đi ra ngoài. Cha, Cung Trọng Khanh tức thì kéo phụ thân. Hai vị biểu muội nếu thật kịp thời gả đi ra ngoài, đến lúc đó Bách Hiểu Hội có khi nào bắt tiểu muội bổ sung vào cho đủ số. Ngươi lập tức đến Hạ Hầu gia nói rõ hết thảy, nói bọn họ cuối tháng đến đây rước dâu. Dạ. Tháng này chỉ còn không đến 10 ngày, thời gian chuẩn bị lễ vật cũng không kịp. Cơ hồ chỉ tới kịp đem tân nương ném lên kiệu hoa, những thứ lễ tiết tập tục rườm rà, về sau có dịp rảnh sẽ tiếp tục lấy ra nghiên cứu sau. Cho nên phụ tử cùng một đường vội vàng muốn đi ra ngoài, không ngờ lại bị một thanh âm khác giữ chặt cước bộ. Di, cha, đại ca, đều nhanh dùng cơm trưa, các người muốn đi đâu? Phụ tử Cung Mạnh Hiền đồng thời quay đầu lại, quả nhiên là Cung Tuyết Lăng, nhưng thấy nàng dung nhan thanh tú, ngũ quan đẹp đẽ, mặc dù không như hai vị biểu tỷ muội xinh đẹp chói mắt nhưng nhìn lại so với các nàng lại càng mê người. Có lẽ là bởi vì Cung Tuyết Lăng luôn mang theo vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào má lúm đồng tiền, nụ cười kia ấm áp vừa trong sáng, làm cho người nhìn thấy thoải mái. Bất quá đối với phụ tử Cung Mạnh Hiền ba người mà nói, cho dù Cung Tuyết Lăng xấu như Trung Vô Diệp, nàng vẫn là một nữ nhi tốt, cũng là một muội muội được yêu thích nhất. Lăng nhi, đừng động tới việc nhà, mau chuẩn bị thành thân đi. Dứt lời, bọn họ liền cũng không quay đầu lại ly khai khỏi nhà. Cũng, Cung Tuyết Lăng vẻ mặt kinh ngạc, đầu đầy mê hoặc, làm không rõ ràng lắm tình trạng. Thành thân. Đúng, muội phải thành thân. Cung Trọng Thư thở dài nói, hắn thật sự không nỡ để cho muội muội gả đi ra ngoài a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng có phải hay không bỏ lỡ tin tức đặc sắc gì a? Còn không phải là biểu ca học quý vừa gây họa. Vậy thì như thế nào? Biểu ca cũng không phải là lần đầu gây họa. Bất quá lúc này nhưng hắn gây ra đại họa. Bao nhiêu? Lớn đến nỗi ngươi phải gả ra ngoài trong tháng này. Nhị ca. Ừ. Việc này không gọi là gây họa. Nếu không nên gọi là gì? Tai nạn. Trước một khắc nàng còn đang suy nghĩ kéo dài hôn sự, tốt nhất kéo dài tới lúc đối phương tự động giải trừ càng tốt, không nghĩ tới sau một khắc thì lại không gả không được. Việc này không gọi là tai nạn thì gọi là gì? Đáng giận, biểu ca gây họa tại sao lại liên lụy đến nàng? Tốt lắm, tiểu muội, bên nhà gái cần chuẩn bị thứ gì? Chuyện này ta cũng không rõ lắm, còn không mau thảo danh sách cho đại trưởng quỹ chuẩn bị. Không còn bao nhiêu thời gian đâu, còn có hai vị biểu muội cũng vội vàng gả ra ngoài. Ai ra, mọi người đến tám phần là muốn mệt chết. Biểu tỷ cùng biểu muội cũng muốn gả đi. Thật tốt quá. Vậy trước tiên giúp biểu tỷ cùng biểu muội chuẩn bị, tiếp tục, việc có thể kéo dài thì cứ kéo dài một chút. Không, lo cho chuyện của muội trước đi, cô bọn họ bản thân sẽ có biện pháp, muội khỏi phải quan tâm. Nhưng cô bọn họ lo chuyện của muội trước. Nhưng là muội muội. Rốt cục phát hiện muội muội do dự, Cung Trọng Thư nhất thời tỉnh ngộ nàng lại đang vì bọn họ lo lắng, cho nên quyết định phải đưa trọng dược cho nàng nuốt, nếu không đến lúc đó nàng có chịu lên kiệu hoa hay không còn là một vấn đề. Cũng không thể trói chặt tay chân của nàng kiên quyết nàng ném vào bên trong kiệu hoa sao? Tiểu muội, ta thành thật nói với muội, cho muội hay. Hắn bắt đầu đem đầu đuôi ngọn ngành chuyện lục học quý gây hòa nói cho muội muội, Cung Tuyết Lăng nghe được hai mắt trợn trắng. Biểu ca ngu ngốc sao? Không, hắn là không biết sống chết. Cung Trọng Thư oán hận nói, cho nên nữa, đến lúc đó người của Bách Hiểu Hội tất nhiên sẽ cứng rắn bắt muội đi cho đủ số, mà cha, đại ca cùng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn muội rơi vào trong tay bọn họ, kết quả có thể nghĩ, song phương nhất định sẽ đánh nhau một trận kinh thiên động địa, cuối cùng là, hắn cố ý chẳng hề để ý nhún nhún vai. Muội không chịu gả, không thể làm gì khác hơn là giúp chúng ta nhặt xác. Nhặt xác. Cung Tuyết Lăng run run, đầy mặt hoảng sợ. Không. Cũng biết chiêu này hữu hiệu,
bảo đảm thuốc đến bệnh khỏi, so sánh với linh đan càng linh nghiệm hơn. Cung Trọng Thư trong lòng cười thầm, vậy thì biết điều một chút gả đi. Ừ, tốt, muội gả, muội gả. Cung Tuyết Lăng kêu lên, thì ngược lại lôi kéo tay ca ca chạy. Đi, muội muốn chuẩn bị đồ nhưng khá nhiều, nhị ca giúp muội một chút. Về phần biểu tỷ cùng biểu muội, tự các nàng cầu nhiều phúc đi. Thời gian cấp bách, không có nhàn hạ thoải mái để cho Cung Mạnh Hiền đến nơi xa tìm người, không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm chung quanh Thường Châu Phủ, có thể có người nguyện ý cưới hai vị ngoại sinh nữ đó. Nhưng kết quả là như hắn đoán, không có nửa người nguyện ý cưới hai vị ngoại sinh nữ kia. Xa thì không nói, lân cận Thường Châu Phủ không ai không biết cái kia hai ngoại sinh nữ có bao nhiêu tùy hứng, bao nhiêu điêu ngoa, ai không biết các nàng bá đạo, hầu hạ khó khăn, quả thực là danh xấu lan ra như bão, sinh ra chớ gần, chỉ là nghe được tên, mọi người liền lùi bước 300 thước. Muốn kết hôn với các nàng, không bằng nuôi chó mẹ còn nghe lời một chút. Vì vậy Lục gia tỷ muội cũng đã 17, 19, trừ Hải gia ẻo là gia, không còn có những người khác đến Cung gia tiêu cục đề cập tới hôn sự, cho dù đồ cưới là mõ bạc kim sơn, cả một thùng kim ngân dị bảo, nhưng cưới sư tử Hà Đông, đại khái cũng không có nhiều mạng mà hưởng thụ. So với tài phú vẫn là mạng già quan trọng hơn. Vạn bất đắc dĩ, Cung Mạnh Hiền không thể làm gì khác hơn là hạ tiêu chuẩn xuống, không nhất định phải danh môn thế gia, chỉ cần là người chính phái, biết chút võ công là được. Mà thôi, người bình thường không biết võ công cũng được thông qua. Được rồi, chỉ cần là nam nhân đang sống là được rồi. Nhưng là, không thể tin được, ngay cả loại nam nhân làm ruộng cũng không chịu. Cung Mạnh Hiền lẩm bẩm nói, bọn họ muốn cưới vợ, cũng không muốn ngược đãi mình. Cung Trọng Khanh giễu cợt nói, việc này làm thế nào mới tốt, chỉ còn lại 2 ngày. Dưới chân Huệ Sơn còn có vài hộ nông dân, chúng ta thử đi hỏi, nếu không được thì... Phụ tử thương lượng một cái, cười khổ. Khất cái. Nhiều nhất đem chỗ đối diện Lư Mã cho hắn quản lý, cũng không cần phải đi xin cơm. Nhưng nếu như ngay cả khất cái cũng không muốn. Phụ tử bọn họ vội vã liếc mắt nhìn nhau. Tiếp tục về phía trước, không dám suy nghĩ tiếp kết quả xấu nhất. Đi một bước tính một bước vậy. Huệ Sơn, còn gọi Cửu Long Sơn, tọa lạc ở thành Tây Vô Tích, cây rừng xanh tươi, lại có thác chảy, hàm xúc thanh tú uyển chuyển, u nhã nhàn tĩnh, trên núi cổ tháp thảo đường, dưới chân núi lâm viên phi giản, ý thơ dạt dào, vài thửa ruộng chẳng nhưng không có phá hư cảnh trí sáng rỡ, lại càng làm tăng thêm mấy phần thanh khiết thú vị. Một thửa ruộng rất to, một mình hắn làm sao? Cung Trọng Khanh hí mắt nhìn chăm chú bóng lưng anh nông dân bận rộn trên ruộng lúa xanh mượt, thầm khen một thân hình rắn giỏi có lực. Đi hỏi hỏi đi. Cung Mạnh Hiền khẩn trương dẫn đầu đi về phía trước, nhìn dáng dấp hắn cũng có đồng dạng ý nghĩ. Hai phụ tử đứng ở mép ruộng lúa, Cung Mạnh Hiền hít một hơi, hô lên. Vị tiểu ca kia, có thể hay không nói chuyện một chút? Một hồi lâu, không có động tĩnh, Cung Mạnh Hiền cho là đối phương không nghe thấy, đang định nói giọng to kêu thêm một lần. Nhưng đang há mồm chưa kịp kêu, nông dân kia chậm rãi xoay người lại, Cung Mạnh Hiền vội vàng hướng hắn ngoát ngoát tay. Tiểu ca, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nông dân kia lại là một lúc lâu không có phản ứng, tựa hồ đang suy nghĩ. Một lát sau, hắn rốt cục chậm rãi đem cây cuốc gác trên vai, dọc theo bờ ruộng đi về phía bọn họ. Hai vị có việc gì? Ách, có thể hay không thỉnh giáo? Tiểu ca bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Đã đón dâu chưa? Chưa. Đính hôn? Chưa từng. Vừa mắt cô nương nhà ai? Cũng không. Nói chuyện với nhau tới đây, Cung Mạnh Hiền phụ tử không khỏi nhìn nhau một cái, cảm thấy có chút quái dị. Mặc dù chẳng qua là mấy câu ngắn ngủn, bọn họ nhưng không cảm thấy nói chuyện với nông dân có cảm giác giống như là đối mặt một người văn nhã đọc sách. Lại nhìn đối phương,
một anh nông dân một thân quần áo vải thô tầm thường, tay áo áo, ống quần quần cuộn nổi lên, dưới chân mang một đôi giày cỏ, bùn đất ngập đến đầu gối đầu. Thấy thế nào cũng là một nông dân bình thường. Nhưng mà khi hướng lên nhìn, hắn mang một cái nón to, bọn họ không thấy rõ khuôn mặt hắn. Đầu hắn hạ thấp xuống, khuôn mặt bị nón lá che đi hơn phân nửa, khiến cho bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng hé ra. Chẳng biết tại sao, người kia cười, bọn họ không tự chủ được run run một chút. Ách, cứ như vậy, ta là cục chủ cung gia Tiêu cục trong thành, có hai vị khuê nữ ngoại sinh nữ, không biết tiểu ca có thể có ý cưới một người trong các nàng làm vợ. Lấy kinh nghiệm qua mấy ngày của bọn họ mà nói, người bình thường chợt nghe loại vấn đề này, hơn phân nửa có kinh ngạc được nhất thời nói không ra lời. Trước một anh nông dân bị bọn họ hỏi thậm chí bị làm cho sợ đến mức ngã vào ruộng lúa bên trong. Phản ứng tốt một chút thì chưa kịp rơi vào bùn lầy, bọn họ không thể làm gì khác hơn là sờ sờ lỗ mũi chạy lấy người. Không cần hỏi nữa, nhìn bộ dáng cũng biết đáp án dĩ nhiên là cái gì. Song trước mắt vị nông dân này cũng không nhúc nhích, nụ cười chút nào không thay đổi. Có biết làm việc nhà nông không? Ách, cái này sao? Cung Mạnh Hiền lúng túng ho vài xuống. Các nàng được nuông chiều từ bé, vừa bọc ba tấc kim liên, sợ rằng nửa điểm việc cũng làm không được. Có bệnh? Không có, không có. Cung Mạnh Hiền cuống quýt khoát tay. Các nàng rất khỏe mạnh, chút điểm tật bệnh cũng không có. Rất xấu. Không không không, các nàng nhìn vô cùng tốt, tuyệt không xấu. Tùy hứng. Đâu chỉ tùy hứng, căn bản là không thể nói lý. Ách ách, Cung Mạnh Hiền kiên trì chút hạ đầu, phải, sau đó tự đợi đến đối phương cự tuyệt, không nghĩ tới. Sẽ sinh nhi tử sao? Cung Mạnh Hiền ngẩn ngơ. Này này, chuyện như vậy ai cũng không dám bảo đảm nha. Đúng là, bất quá. Bất quá cái gì? Cung Mạnh Hiền nơm nớp lo sợ hỏi. Gần đến thanh minh, lại phải ủ cây non, trước mắt ta không rảnh làm hôn sự. Nghe vậy, Cung Mạnh Hiền đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên hô to ba tiếng vạn tuế. Tiểu ca nguyện ý cưới ngoại sinh nữ nhà ta. Trước mắt ta không rảnh, đợi sau khi lúa thu hoạch xong rồi nói sau. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần tiểu ca gật đầu, hết thảy cũng giao cho ta là được. Cung Mạnh Hiền liên tục không ngừng nói, chỉ sợ đối phương đổi ý. Ngươi bận việc cũng để ta làm, xính lễ miễn hết, tiểu ca cũng không cần thân nghênh. Ngày mai ta sẽ phái người tới an bày mọi thứ, ngày kia sẽ cho bà Mai đem tân nương đưa con gái đã xuất giá tới bái thiên địa, như vậy tốt không? Ngày kia, giọng nói hết sức kinh ngạc, nhưng thần bờ ngâm ngâm nụ cười nhưng chưa giảm nửa phần. Cung Vu Hiền cố hết sức nuốt nước miếng, phải là ngày kia. Dứt lời, ngầm thở dài, nghĩ thầm đối phương nhất định sẽ nữa hỏi tới đến cuối cùng tám phần gửi trả lại cho hắn. Kết quả đường đường Tiêu cục cục chủ ngoại sinh nữ chỉ có thể gả cho người như thế này, khỏi phải nói đến người khác, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Ngày kia thì ngày kia. Nha nha nha, thật dễ nói chuyện như vậy. Nếu như không phải là Cung Trọng Khanh kịp thời giúp hắn một phen, Cung Mạnh Hiền sẽ vui mừng đến nỗi ngã vào ruộng lúa bên trong bùn lầy lăn một vòng. Thật tốt quá, xin hỏi tiểu ca muốn kết hôn nhà ta ngoại sinh nữ tỷ tỷ hoặc muội muội? Tùy tiện. Có yêu cầu gì thêm không? Gặp mặt là được. Chuyện dễ dàng thế, hắn không phải là có bệnh tật gì sao? Như vậy, thỉnh giáo tiểu ca tôn tính đại danh. Độc Cô Tiếu Ngu. Được rồi, cuối cùng ở cuối cùng cũng tìm được người. Nhưng vừa quay đầu lại, phiền toái lại đến. Làm ruộng. Lục Bội Nghi lại hét lên. Ta không muốn gả cho người làm ruộng. Lục Bội Cầm ở một bên nhìn có chút hả hê cười. Hải gia kia rất coi trọng nàng. Nàng chỉ phải chờ xuất giá làm một thiếu nãi nãi trả tới đưa tay, cơm tới há mồm là được. Nếu không phải làm sao bây giờ? Cung Trọng Khanh hai tay nhất quán. Không có ai khác chịu cưới muội đâu. Nói nhảm.
Cung Như Mị cười nhạt bực tức trách cứ. Đường đường cung gia tiêu cục biểu tiểu thư, làm sao có thể không ai muốn. Cung Trọng Khanh cùng cung Trọng Thư hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, nhún nhún vai. Đúng vậy a, lân cận Thường Châu phủ ai mà không biết, đường đường cung gia tiêu cục biểu tiểu thư, cỡ nào tùy hứng, cỡ nào dã man, ai còn dám lấy. Cung Như Mị hạ giọng xuống, sao các ngươi không tìm xa xa một chút. Cung Trọng Khanh nghiêm trang gật đầu. Có thể không, bất quá, cô, người cấp cho chúng ta thời gian bao nhiêu? Đúng, đây mới là trọng điểm, bọn họ không có thời gian. Cung Như Mị tức thời sửng sốt, Lục Bội Nghi lại bắt đầu hét lên. Không gả, không gả, ta không gả, ta muốn làm thiếu phu nhân. Đánh chết ta cũng không làm nông gia phụ. Nàng cũng không nỡ để cho nữ nhi đi làm ruộng, phải làm sao bây giờ? À, đúng rồi. Tuyết Lăng vốn có thói quen làm việc mà, để nàng gả đi là được. Cái gì mình không muốn, lại thích đổ cho người. Cung Trọng Khanh cười lạnh. Sau đó thì sao? Sớm đoán được cô sẽ nói như vậy. Để cho biểu muội thay thế tiểu muội đến Hạ Hầu gia làm thiếu phu nhân, đúng không? Nhưng cô có hay không đã quên vài chi tiết nhỏ? Chi tiết gì? Thứ nhất, cha ta có đồng ý hay không? Thứ hai, ta có đồng ý hay không? Thứ ba, Trọng Thư có đồng ý hay không? Cuối cùng, Hà Hầu gia có đồng ý hay không? Cung Trọng Khanh chậm rãi nói, ta nghĩ ta bây giờ có thể nói cho cô rõ, không cần biết ý Hà Hầu gia như thế nào, nhưng cha cùng tiểu đệ, còn có ta, ba chúng ta tuyệt không đồng ý. Người nào mà quản xem hai huynh đệ chúng có đồng ý hay không? Nhưng là, Cung Như Mị liếc trộm Cung Mạnh Hiền, người đại ca duy nhất, nàng cũng không thể không để ý tới. Nhưng thấy Cung Mạnh Hiền vẻ mặt kiên quyết, bộ dạng không dễ dàng thuyết phục. Nàng nhíu mày suy tư một lát, khẽ cắn răng, quyết định lấy ra sở trường kinh thiên động địa của mình. Nàng không tin nàng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, cho nên, vừa chuẩn bị xong tư thế. Nàng vừa nhào tới trước bài vị cha mẹ bắt đầu gào khóc. Thanh minh đến nhanh, cảnh người con khóc mộ vừa vặn hợp với tình hình. Ô, cha nha, mẹ nha, chỉ tại hai người tìm cho nữ nhi một trượng phu đoản mệnh, hại nữ nhi tuổi còn trẻ phải thủ tiết, mang theo cô nhi quả nữ bị người ta bắt nạt. Ô, nữ nhi thật không muốn sống. Cha nha, mẹ nha, hãy để cho nữ nhi đến đoàn tụ với hai người. Vì tương lai của nữ nhi bảo bối, lúc này Cung Như Mị đem hết tất cả vốn liếng, ngay cả nước muối ẩn giấu cũng dáng nặng cho ra, khóc khàn cả giọng, vừa đấm ngực vừa đập đầu xuống đất, chỉ thiếu chút nữa nôn cả tim gan ra cho hắn thấy, lòng đinh ninh rằng chắc chắn 10 phần ổn, Cung Mạnh Hiền không cúi đầu cũng phải cúi đầu. Tuyệt đối không nghĩ tới Cung Mạnh Hiền đã sớm dự đoán được nàng sẽ sử dụng chiêu này, nên đã để phòng trước ăn vài cân xứng huyễn sao, quyết tâm nửa bước đều không cho. Kết quả chiêu này của Cung Như Mị trăm trận trăm thắng rốt cục, nàng ngay cả cổ họng cũng khàn, Cung Mạnh Hiền vẫn thời ơ, chẳng qua là chỉ vừa trông thấy nàng, thật giống như đã sớm nhìn thấu ý định của nàng. Thật sự muốn nàng khóc chết trước bài vị của cha mẹ. Ta nguyện ý gả cho nông dân. Tuyết Lăng, Cung Mạnh Hiền phụ tử ba người chăm miệng một lời sợ hãi kêu. Cung Tuyết Lăng thể hiện một bộ dáng không nóng không vội. Lời của nàng vẫn còn chưa nói hết. Bất quá ta có điều kiện. Mừng rỡ, Cung Như Mị vội vàng bò dậy hỏi tới, điều kiện gì, nói mau. Cung Tuyết Lăng giơ lên một đầu ngón tay, con mắt chợt hiện lên một tia giả hoạt. Đầu tiên, nhất định phải được Hạ Hầu gia đồng ý. Hai con ngươi Cung Như Mị lay chuyển. Dĩ nhiên. Cung Tuyết Lăng đưa ngón tay thứ hai lên, khóe miệng có ý cười. Ý tứ hàm xúc rõ ràng. Còn có, xin cô cùng biểu ca trong vòng 1 tháng di giá đến khu Mã Lư đối diện. Sau này vấn đề phiền toái của các người thì bản thân các người giải quyết. Không thể suốt ngày cứ tìm cha ta hỗ trợ. Đây mới là điểm quan trọng. Vậy thì làm sao được? Nhi tử của mình gặp rắc rối, nàng thế nào ứng phó được chứ? Lúc này Cung Như Mị con ngươi đảo đến đảo lui hơn vài chục cái mới gật đầu. Có thể... Quản hắn cái khỉ gió, đáp ứng trước rồi hãy nói.
chờ sau khi Cung Tuyết Lăng gả ra ngoài, hừm hừ, nàng thích đổi ý thì đổi ý, ai có thể ép buộc nàng chứ. Bất quá, giống như dự tính của nàng, Cung Tuyết Lăng nhịp nhịp ngón tay, mặc dù có được đáp án khẳng định, nhưng Cung Tuyết Lăng vẫn chưa đồng ý, bởi vì nàng biết cô căn bản không nhận biết hai chữ thành tín là gì. Cha, người đã nghe thấy cô trả lời, người thấy sao? Cha nàng trả lời mới có sự bảo đảm nhất. Lăng Nhi, con, Cung Mạnh Hiền lòng tràn đầy lo lắng muốn làm rõ ràng nữ nhi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, càng muốn khuyên nàng thay đổi chú ý. Cha, con biết người đang suy nghĩ gì, nhưng đối với con mà nói, thật ra thì gả cho ai cũng vậy thôi. Như thế nào giống nhau chứ? Một bên, Cung Trọng Khanh căm giận cắn vào miệng nói tiếp. Từ khi muội 13 tuổi, Hà Hậu Lam cách 2 tháng sẽ tới thăm hỏi muội một lần, có thể thấy được hắn đối với muội có nhiều tâm ý, mà muội không phải là cũng rất thích hắn sao? Ai nói, muội chỉ không ghét hắn mà thôi. Cung Tuyết Lăng không chút nghĩ ngợi phủ nhận. Chẳng qua là không ghét. Cung Trọng Thư hết sức kinh ngạc. Hà Hậu công tử nhân phẩm tốt, võ công cao, muội thấy không ổn ở điểm nào? Cung Tuyết Lăng nhún nhún vai. Rất đơn giản, hắn ngay cả việc pha trà cũng không đụng đến, cũng sẽ không rửa chén, sẽ không giặt quần áo. Mà những việc này mặc dù là công việc của nữ nhân nhưng cũng giống công việc hắn cũng không thể chiếu cố chính mình. Lúc nào hắn ra cửa cũng cần phải mang theo người hầu hạ ăn uống và ngủ. Nghe nói hắn ngay cả mặc quần áo cũng phải có người hầu hạ, buồn cười thật. Hắn là thế gia đệ tử, kia cũng khó trách nha. Cung Trọng Khanh phản bác. Cung Tuyết Lăng vừa đứng thẳng một chút vai, đưa ra bình luận. Tóm lại, con không ngần ngại gả cho nông dân. Làm việc vất vả cực nhọc cũng không có gì là không được, con vẫn có thể ứng phó được, cha. Vấn đề là không phải là có nên hay không nên, mà là... Lăng Nhi, hắn là luyến tiếc nha. Cha, nếu như ngài muốn cho nữ nhi thanh thản ổn định gả ra ngoài, Cung Tuyết Lăng mặt tràn đầy năn nỉ nhìn Cung Mạnh Hiền, nháy nháy mắt. Xin người đáp ứng đi. Việc nhà việc vặt có thể bảo gia nhân xử lý, nhưng biểu ca luôn gây họa, loại vấn đề này không có biện pháp giao cho bất cứ ai rồi, mà vấn đề này lại là làm phụ thân cảm thấy nhức đầu phiền toái nhất. Nếu như nói chỉ cần nàng gả cho nông dân là có thể khiến cho phụ thân từ đó thoát khỏi phiền nhiễu mà cô cùng biểu ca mang đến, nàng nhất định sẽ thật vui vẻ gả đi. Cung Mạnh Hiền đưa mắt nhìn nàng một lúc lâu, thở dài. Được rồi, mặc dù Cung Tuyết Lăng không có nói rõ, hắn cũng đoán muốn lấy được Cung Tuyết Lăng vì sao phải hy sinh như thế này. Nghĩ đến việc cho nữ nhi bảo bối của hắn đến nhà người ta làm việc nặng, hắn thật sự nhìn không được mà đau lòng. Bất quá may mắn là, nơi nàng gả đến cách đó không xa, hắn lúc nào cũng có thể quan tâm được, một ngày 3 bữa đi thăm hỏi cũng được. Theo phương diện này mà nói, ngược lại dễ dàng hơn, nếu không phải như thế, hắn cũng không thể đáp ứng. Mắt Cung Tuyết Lăng lại tiếp tục chớp. Người bảo đảm sẽ làm cô trong vòng 1 tháng rời đến Lư Mã. Ta bảo đảm. Nhưng nếu như cô đã quên ước định hôm nay, lại chạy đến tìm cha hỗ trợ thì sao? Cung Mạnh Hiền suy nghĩ một chút. Ta sẽ báo cho nhà chồng nàng đến dẫn mẫu tử bọn hắn trở về. Cung Như Mị sắc mặt đột biến, thiếu chút nữa buột miệng thét lên. Bảo đảm sẽ làm người tại chỗ tai điếc chân run. Bất quá, nàng chỉ dám đem tiếng hét nuốt hết vào. Nữ nhi bảo bối gả ra ngoài rồi hãy nói. Cùng lúc đó, nghe được trả lời của Cung Mạnh Hiền, Cung Tuyết Lăng lúc này mặt mày hớn hở hé ra miệng nhỏ. Thật tốt, nàng chính là muốn nghe câu này. Như vậy cha có thể phái người đi hỏi thăm Hà Hậu gia có đồng ý hay không? Ta lập tức phái người đi hỏi. Cung Như Mị vội nói, vội vã chạy nhanh ra ngoài, không cho bọn hắn có cơ hội phản đối. Nàng sẽ phái người đi hỏi. Thuận tiện thì nhét mấy phong bì, nói vài câu. Bởi vậy, có thể bảo đảm người được phái đi khi về sẽ nhất định là... Hà Hậu gia vui vẻ đồng ý. Trước thanh minh, Cung gia tiêu cục trong cùng ngày một hơi gả ra 3 đại khuê nữ. Ở Vô Tích Thành, đây cũng là đại sự kinh thiên động địa. Hơn nữa ngoại sinh nữ cục chủ Cung gia gả cho danh môn thế gia,
còn nữ nhi ruột thịt của mình lại gả cho nông dân, làm cho mọi người tò mò đứng ở của lớn. Không lẽ cung Tuyết Lăng không phải là cung Mạnh Hiền thân sinh khuê nữ? Bất quá, buổi sáng, hai cái kiệu hoa lần lượt bị Hải gia, Hà hầu gia mang đi. Hoàng hôn, chiếc kiệu hoa thứ ba rời khỏi cung gia Tiêu Cục. Mọi người lần nữa trợn mắt hốt mồm. Chiếc xe ngựa thứ nhất chất đầy đồ cưới đã ra khỏi thành, chiếc cuối cùng cũng đã bắt đầu xuất phát. Nếu là so sánh đồ cưới cùng xe ngựa, Lục gia 2 tỷ muội cộng lại cũng không bằng một cung Tuyết Lăng. Cung Như Mị cũng trở nên khác thường, một chữ cũng không bật ra khỏi cổ họng. Trong lòng nàng rõ ràng nhất, nàng cứng rắn trộm vị hôn phu của cung Tuyết Lăng cho con gái của mình, trong lòng trột dạ làm sao dám oán trách. Bất quá những thứ này cũng không làm cung Tuyết Lăng bận tâm. Ngồi lên kiệu hoa, nàng lại bắt đầu hồi tưởng có hay không đã quên nhắn nhủ cái gì, hoặc là quên bổ sung những thứ gì, còn chưa qua của đã nghĩ đến ngày về nhà rồi. Nàng không yên lòng cứ như vậy bị đưa đến nhà tân lang, không yên lòng bái thiên địa, không yên lòng vào động phòng. Dĩ, ta lúc nào đã được đưa vào động phòng? Vung lên một góc khăn van nhìn lén, cung Tuyết Lăng có chút mờ mịt. Mặc dù phòng ở tương đối cũ kỹ, u ám gạch một xám xịt trên tường nhìn thấy từng vết bẩn rõ ràng, nhưng tủ bát gia cụ đều là mới tinh, còn có chữ hỉ cùng đèn cầy đỏ thẫm. Nàng vừa vặn ngồi trên tấm chăn thêu uyên ương mới trên giường, không phải là tân phòng mới lạ, nhưng là nàng khi nào đã lại thiên địa rồi. Hoang mang buông khăn van, nàng nhún nhún vai. Được rồi, nếu gả vào đây, nàng cũng nên suy tư một chút vấn đề của mình, thí dụ như nông gia phụ rốt cuộc sẽ làm những việc như thế nào. Không biết. Quên đi, việc này không vội, nếu rảnh lại từ từ nghiên cứu. Về phần quan trọng nhất, vấn đề khẩn cấp nhất phải là vị hôn phu của nàng rốt cuộc là hạng người gì, nàng phải hầu hạ hắn như thế nào đây? Hắn gọi Độc Cô Tiếu Ngu, năm nay 25 tuổi, làm ruộng mà sống, lão gia ở Tây Thủy, sở dĩ chạy thật xa đến Giang Nam, bởi vì nơi này trồng lúa một năm thu hoạch được 2 vụ. Những thứ này là phụ thân nói cho nàng biết. Một loại nông dân cũng tương đối thô tục, nghĩ tới yêu cầu cũng không cao, hẳn là không khó hầu hạ. Ừ, đúng, chỉ cần mỗi ngày để cho hắn ăn no, mặc ấm áp, xiêm y được giặt sạch sẽ, đệm giường bảo đảm không có bọ, hắn chắc chắn là sẽ thỏa mãn. Việc này rất dễ, nàng chỉ cần. Vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên, nàng nghe được âm thanh mở cửa. Sau đó là một âm thanh khác vang lên nữa. Cửa vừa đóng lại, có người đi tới trước mặt nàng, bất động, đại khái là đang đánh giá nàng đi. Một lát sau, người nọ không biết từ trên bàn cầm thứ gì, chợt khăn van của nàng bị vén lên. Theo bản năng, nàng lập tức ngước mắt nhìn một chút, vị hôn phu của nàng rốt cục là dạng người thô tục gì, nhưng chỉ một cái, nàng liền ngây ngốc. Nếu như nam nhân trước mắt là người thô tục, trong thiên hạ chắc không có ai xưng danh văn nhã chi sĩ. Trên đời này, y phục của tân lang đều giống nhau. Vị tân lang của nàng, Độc Cô Tiếu Ngu cũng một thân đỏ thẫm, búi tóc thắt một cái dây màu đỏ, trên tay còn cầm cán để vén khăn voan. Bất quá, nam nhân ngày ngũ quan đoan chính, tuấn tú, vóc người cao to mạnh mẽ, sang láng anh khí lại lộ ra phong thái văn nhã. Điều này không phải trên đời này bất kỳ tân lang nào cũng có. Nhất là đôi mắt kia, trói lọi như sao trên trời, trong suốt như nước chảy. Nhìn một cái tựa hồ có thể phản chiếu cả con người vào trong đầu. Khóe miệng hắn lúc nào cũng cười, mấy phần hứng thú, mấy phần chu tức, còn có mấy phần chế nhạo, cười đến cung Tuyết Lăng không tự chủ được đỏ mặt lên. Nàng không có bó chân. Cung Tuyết Lăng sợ run, theo tầm mắt đối phương hướng xuống, chợt co chân về, chú cái miệng nhỏ nhắn lên, thật là thật xin lỗi, chân ta rất to. Mặt không đỏ, hai gò má phồng lên hù dọa và chọc tức. Rất tốt, ta thật không muốn kết hôn với một lão bà mà cả đường đi cũng không đi được xa. Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi nói. Khi nghe hắn nói, cung Tuyết Lăng tức thời nghĩ đến người nàng gả chính là nông dân. Nông dân cưới vợ chính là thêm người hỗ trợ công việc đồng áng, không phải lấy về một người vợ bó chân để thưởng thức. Không thành vấn đề, ta
ta một ngày có thể chạy đến vài trăm dặm đường. Thi triển khinh công là được. Vậy thì không cần, ta không thiếu người đưa tin. Độc Cô Tiếu Ngu mỉm cười nói, đói bụng sao? Hắn thể thiếp giúp nàng gỡ xuống mũ phượng, cần phải dùng chút điểm tâm. Cả ngày ngay cả nước miếng cũng không được uống, không đói bụng mới là lạ. Cung Tuyết Lăng cũng không khách khí, thoải mái ngồi bên cạnh ăn điểm tâm. Chết đói, bây giờ không rảnh xấu hổ, nàng không có hứng thú làm tân nương đầu tiên trong đêm tân hôn chết đói. Thật ra thì mẹ ta vốn là cũng muốn bó chân cho ta, nhưng là nàng tiếu bì le lưỡi. Mới bó 2 ngày, ta liền vừa khóc vừa la. Cha ta cùng ca ca không nỡ để cho chịu cực khổ, cho nên liền hướng mẹ ta kháng nghị, mẹ ta đành phải quên chuyện này đi. Nàng không phải là ngoại sinh nữ cục chủ cung ra sao? Đây là câu hỏi, nhưng giọng nói cũng là khẳng định. Không phải là, ta tên là Cung Tuyết Lăng, 17 tuổi, cục chủ cung ra là cha ta. Ta đoán, Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi nhấc lên bầu rượu rót. Biểu tỷ của nàng không muốn đến đây làm ruộng. Ừ, miệng ngoạm đầy hạt sen, long nhãn cùng bánh ngọt, Cung Tuyết Lăng nói không ra lời. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu thay thế. Vậy tại sao nàng lại muốn gả tới đây? Cung Tuyết Lăng đặc biệt ăn nhiều, liền vươn tay ra. Bàn tay mềm mại, một chút cũng không thô ráp, nhưng ở ngón giữa do có làm việc nên có vết chai. Nàng không để ý đến những công việc cực khổ. Thấy Cung Tuyết Lăng thẳng thắn gật đầu, vừa thủ thế, Độc Cô Tiếu Ngu tiếp tục suy đoán. Nàng có biết việc nhà so với việc làm ruộng không giống nhau không? Cung Tuyết Lăng lại dùng sức gật đầu. Độc Cô Tiếu Ngu ý cười càng đậm. Như vậy nàng hẳn là không ngại ta đem 2 nha hoàn trong của hồi môn của nàng đưa trở về chứ? Cung Tuyết Lăng nhún nhún vai, một tay hướng trong miệng nhét bánh chẻo, một tay lung tung vung 2 cái, tỏ vẻ không sao cả. Cho nên, Độc Cô Tiếu Ngu nụ cười kéo dài, ta nghĩ nàng cũng không biết cuộc sống của nông gia đến tột cùng có nhiều vất vả, hoặc là một chén uống cạn, đáy mắt xẹt qua một tia bờn cợt. Ta còn định bảo 2 nha hoàn đó trở về đây giúp nàng làm việc đó, đại tiểu thư. Ánh mắt Cung Tuyết Lăng lập tức trừng lớn, rành mạch viết ra 2 chữ phẫn nộ, hạ quyết tâm phải nuốt hết thức ăn vào trong bụng, tiếp tục mắng. Đừng gọi ta là đại tiểu thư, ta không phải là đại tiểu thư gì đó. Hắn là cố ý, nhất định là cố ý, còn dùng loại khẩu khí này, đáng giận. Còn có, ngươi đừng xem thường người khác có được hay không. Bất kể có bao nhiêu việc, cô nương ta cũng làm hết cho ngươi xem. Vậy sao? Độc Cô Tiếu Ngu khóe miệng co giật một chút, chợt lại giả bộ làm ra một bộ dạng bất đắc dĩ. Được rồi, cô nương, vậy thì chờ nàng chịu không được nữa mới kêu các nàng đến cũng tốt. Đợi nàng chịu không được. Quá xem thường người khác mà. Cung Tuyết Lăng nhất thời sinh khí đỏ mặt. Nếu ta chịu không được gọi các nàng trở lại, ta chính là tôn tử của ngươi. Độc Cô Tiếu Ngu hơi nhíu mày một chút, đáy mắt ý cười càng sâu. Việc này cũng không tốt lắm đâu. Hắn chậm chậm rót đầy chén hắn, rồi đến chén của nàng. Tôn tử thì không thể giúp ta sinh nhi tử. Cúi đầu xuống, mặt Cung Tuyết Lăng càng đỏ hơn, giống như ánh nắng chiều. Bất quá, đây không phải là tức giận. Ai muốn sinh nhi tử cho ngươi chứ? Độc Cô Tiếu Ngu đem chén rượu đặt trong tay nàng, sau đó nâng lên chén rượu của mình, ý bảo nàng với hắn cùng uống, lại chậm rãi nhếch miệng cười. Nàng là lão bà của ta, không giúp ta sinh, thì muốn ai giúp ta sinh đây? Ngay cả cổ cũng nhuộm đỏ, Cung Tuyết Lăng bị hù dọa nhảy dựng lên. Ta ăn no rồi. Yên lặng chăm chú nhìn Cung Tuyết Lăng vội vàng hấp tấp thoát y phục tân nương, Độc Cô Tiếu Ngu thủy chung cười dài, chậm chậm rót rượu, chậm chậm uống rượu. Cho đến khi Cung Tuyết Lăng leo lên giường dùng chăn đem chính mình giấu đi, hắn mới ngửa đầu uống hết chén rượu cuối cùng, đứng dậy. Như vậy ta cũng muốn ngủ. Hắn cũng muốn ngủ. Ngủ tại nơi nào? Cùng nàng ngủ. Không. Cung Tuyết Lăng sợ hãi kêu, vén chăn ngồi dậy. Ta còn chưa ăn a. Lời còn chưa nói hết, người lại bị kéo về tại chỗ. Nàng ăn. Còn nhét đầy cả miệng giống như con ếch.
ngươi mới giống như con ếch. Thật tốt tốt, ta mới giống con ếch, ngủ đi. Đợi một chút, ta còn chưa ăn no. Là sao? Vậy bây giờ đổi lại ăn cái này đi. Ừ hả? Ăn cái gì? Cái đồ vật này có thể ăn nhưng không thể cắn, lại càng không thể nuốt vào bụng được. Rốt cuộc nông gia phụ phải làm những công việc gì, Cung Tuyết Lăng một chút khái niệm cũng không có. Bất quá nàng biết nông dân đều là ngủ thật sớm, dậy thật sớm. Cho nên nàng quyết định phải cho vị hôn phu xem thường nàng kia nhìn thấy nàng có khả năng đến cỡ nào. Trời vừa mờ sáng, nàng đã rời giường. Liếc trái ngó phải, con mắt thiếu chút muốn bay ra hả? Lão công của nàng đâu rồi? Hai mắt tiếp tục tìm, nàng vội vội vàng vàng mò xuống giường, hai chân vừa rơi xuống đất, trong miệng bất giác bật ra một tiếng rên rỉ. Theo bản năng nàng cúi đầu nhìn, trời ơi! Một vệt máu, nếu như không phải là mẫu thân qua đời trước đó đã đề cập đến chuyện này, chắc nàng đã bị hù dọa ra ba hồn bảy vía. Nàng tiếp tục rên rỉ, chợt thấy tiểu bình phong bên cạnh có thau nước, suy nghĩ đến lấy khăn đến lau di di di, nước dĩ nhiên là nước nóng. Không phải đâu, hắn chẳng không những đã rời giường, còn đặc biệt nấu nước nóng cho nàng trà lau sao? Hửm, thật thật mất mặt, còn nói cho vị hôn phu kia trông thấy nàng có khả năng đến cỡ nào. Kết quả đầu sáng sớm đã cho hắn xem thường. Bất quá, cái này không thể trách nàng, đêm qua nàng hảo cực khổ, tình có thể xét. Nhưng là, hắn thật giống như so với nàng càng vất vả. Không đúng, nàng chẳng những rất vất vả, lại còn đau. Nhưng là cuối cùng hắn so với nàng càng thống khổ hơn nha. Kỳ quái, nếu khổ cực như vậy, thống khổ như vậy, tại sao phải làm cái loại chuyện đó chứ? Nàng hoang mang suy nghĩ không ra, quyết định không để lãng phí thời gian nghĩ đến mấy chuyện nhàm chán. Trước hết phải giải quyết tình trạng mấu chốt trước mắt. Không thể dậy sớm so với hắn, ít nhất phải làm một món cháo loang thật ngon, để hắn khen ngợi một chút cũng được. Cho nên, nàng vội vội vàng vàng lau người sạch sẽ, vội vội vàng vàng mặc quần áo, vội vội vàng vàng đổi đi khăn trải giường còn dính máu do đêm động phòng, lại vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Định thần nhìn lại, nàng vừa ngây người thật lâu, sau đó nhục chí thốt lên. Đáng giận, ngay cả đồ ăn sáng cũng đã làm xong. Hơn nữa còn là bánh mì và cháo làm từ lúa mì thanh khoa, không phải là cháo loãng. Tốt, nàng đã hiểu, làm ruộng chính là việc nặng, tiêu tốn nhiều sức lực, ăn cháo loãng sẽ rất mau đói, vì vậy phải lấp đầy bụng mới có đủ sức lực mà làm việc. Không thành vấn đề, ngày mai nàng nhất định sẽ so với hắn rời giường sớm hơn làm thức ăn cho hắn ăn. Sau đó, nàng lấy tốc độ nhanh nhất có thể mà ăn, rồi rửa chén, giặt quần áo, sửa sang lại việc nhà, quét dọn phòng, đem phòng ngủ, nhà chính cùng phòng khách quét đến một hạt bụi cũng không còn. Nhân tiện, nàng đem số ngũ cốc đang phơi trước phòng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó xuống nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Cho nên ở phương diện này, nàng có thể lập tức làm cho lão công của nàng vài phần kính trọng, để cho hắn biết rõ nàng không phải là chuyện gì cũng không biết, chỉ là một thiên kim đại tiểu thư chỉ biết thêu hoa, đánh đàn. Buổi trưa, khi Độc Cô Tiếu Ngu trở lại dùng bữa, nàng không khỏi có chút sợ run, bởi vì bộ dáng của Độc Cô Tiếu Ngu đã thay đổi. Nón lá, quần áo vải thô, giày cỏ, tay áo, ống quần toàn bộ cuốn cao, ngay cả tóc phía sau cũng được búi một cách đơn giản, chỉ tùy tiện dùng một sợi vải buộc lại ở sau ót mà thôi, hoàn toàn là bộ dáng của nông dân. Nhìn hắn không phải nông dân, cứ việc đem đầu của nàng xuống cho người ta đã. Sau giữa trưa có rảnh rỗi thì đi sắp xếp lại phòng khách và nhà kho đi. Nhìn nhà cửa trong nhà được chỉnh trang sạch sẽ, hắn không nói đến nửa lời. Dùng bữa trưa mà nàng đã tỉ mỉ nấu, hắn cũng luyến tiếc khen ngợi hai ba câu, cho đến tới lúc ra đến trước cửa, hắn mới cười dài bỏ lại một câu nói như vậy. Keo kiệt, sai xử người ta, cũng không biết khen ngợi người ta một chút. Đợi hắn vừa ra khỏi cửa, nàng liền vọt ngay đến phòng khách. Cửa vừa mở ra, khẩu khí lúc nãy không biết bay đi đâu hết, cả người quỳ trên mặt đất, thiếu chút nữa khóc giống lên. Toàn bộ phòng,
từng dương từng dương, từng tủ từng tủ, tất cả đều là của hồi môn của nàng. Nếu nàng không dọn, thì có ai giúp nàng dọn đây? Sau một hồi khá lâu, nàng mới nén nước mắt đau thương nhấc chân vào trong phòng khách, bắt đầu lục tung kiểm tra từng dương, từng tủ xem rốt cuộc chứa cái gì. Nghe khẩu khí độc cô Tiếu Ngu, tựa hồ trong kho hàng cũng có. Thật là đáng chết, những thứ này phải để ở chỗ nào đây? Hoàng hôn là lúc nàng phải đốt củi chuẩn bị nước tắm, thái rau làm thức ăn lo liệu bữa tối, thì trong đầu nàng còn đang vắt hết óc đau khổ suy tư, đồ nhiều như thế rốt cuộc phải nhét vào chỗ nào? À, đúng rồi. Ngày mai nhất định phải so với hắn rời giường sớm hơn. Sao? Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, cung Tuyết Lăng Tựu đã tỉnh, nghiêng người nhìn. Không thể nào. Nàng liền lăn một vòng té xuống giường, không tin nửa trái nhìn phải nhìn. Đáng giận, hắn lại rời giường sớm hơn ta. Tùy tiện mặc lên xiêm y, ngay cả đệm chăn cũng lười gấp, nàng vùi đầu liền hướng ra bên ngoài. Hắn ra khỏi cửa phòng liền ngạc nhiên dừng lại. Tỉnh rồi, trong tay bưng một bát cháo, Độc Cô Tiếu Ngu vừa vặn từ phòng bếp đi ra ngoài, vừa thấy được nàng liền cười dài mời nàng dùng bữa. Vừa lúc, đến dùng đồ ăn sáng đi. Nếu như không phải là con nhà gia giáo, nàng nhất định sẽ bật thốt lên nói vài lời nhân chi sơ. Xin hỏi trượng phu đại nhân, người rốt cuộc là lúc nào rời giường? Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta từ trước đến giờ thói quen chưa đến giờ dần đã rời giường. Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị trả lời nàng. Giờ dần, nàng có chút hít thở không thông, nuốt nhổ nước miếng. Chưa đến. Được rồi, nàng biết rồi, nông dân luôn là so sánh như vậy mà thức. Được, ngày mai nàng nhất định sẽ dậy sớm hơn hắn một canh giờ. Nàng bưng lên chén cơm, khóe mắt lơ đãng hướng bên cạnh thoáng nhìn, ngây ngốc, chén cơm vừa buông xuống. Ngươi phải xuất môn sao? Bây giờ nàng mới quan tâm đến việc mới vừa không chú ý. Hắn không giống như lúc trước. Tay áo rộng xanh ngọc, đai lưng rộng, đầu tóc dù chưa búi, nhưng thật chỉnh tề dùng một sợi dây xanh ngọc buộc phía sau gáy. Phong độ phiên phiên, tiêu sái tự nhiên, nhìn thế nào cũng không giống nông dân. Nếu nói hắn là nông dân, đầu của nàng sẽ đưa xuống cho người ta dẫm lên. Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì bưng chén nhấc đũa. Không phải mình ta, nàng cũng phải đi. Ta. Cung Tuyết Lăng dùng chiếc đũa chỉ vào mũi của mình, mãnh liệt lắc đầu. Ta không ra khỏi cửa đâu, phòng khách cùng nhà kho còn có một đống đồ vật cần sắp xếp lại, ta nào có thời gian mà ra khỏi cửa. Vật dụng trong khách phòng có thể không động đến, nhưng thương khố nhất định phải sắp xếp lại. Vẫn còn muốn sắp xếp lại nha. Như vậy, Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì. Đại tiểu thư, có muốn hay không đem hai nha hoàn hồi môn gọi về? Cảm ơn, không cần. Cung Tuyết Lăng oán hận vượt qua hắn, dùng sức kẹp lên một miếng thịt băm xào một nhĩ nhét vào trong miệng. Chính mình làm là được rồi. Sau đó, đích Độc Cô Tiếu Ngu dù nói phải ra khỏi cửa nhưng vẫn còn chưa đi, lại nhàn rỗi cho gà ăn. Đúng rồi, cho gà ăn hẳn là công việc của nàng. Cung Tuyết Lăng âm thầm nhớ kỹ, sau đó vừa chạy đến khách phòng sắp xếp lại một đống của hồi môn chất cao như núi, nhưng không đầy một lát, nàng lại chạy đến. Phu quân, có thật nhiều. Đừng gọi ta như vậy, Độc Cô Tiếu Ngu tức cười ngoái ngoái lỗ tai. Gọi tên của ta đi. Cung Tuyết Lăng ngơ ngác một chút. Tiếu Ngu. Ừ, Tiếu Phi Tiếu, ngu xuẩn ngu. Chàng đang ở đây cười nhạo ta thật ngu xuẩn sao? Độc Cô Tiếu Ngu khóe miệng vung lên, cười đến đáng giận. Có lẽ vậy. Dám cười nhạo nàng, nàng thật rất ngu à? Đáng giận, ta không gọi chàng là Tiếu Ngu nữa, ta muốn kêu là Tiếu Ca. Tùy tiện, đừng kêu phu quân, tướng công là được. Tốt nha, không gọi phu quân, cũng không kêu tướng công, gọi. Nàng ngừng lại, kéo theo nụ cười giả tạo, trước hít một hơi, nũng nịu gọi một tiếng, Tiếu Ca ngá ngá, âm cuối kéo đến chân trời, lạc lạc đến làm cho người từ đỉnh đầu tê dại đến chân.
nếu kêu thêm vài tiếng, bảo đảm mắt trợn trắng, trào bọt mép tại chỗ. Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi dùng mình một cái, mãnh liệt trà sát cánh tay, trà sát những vùng nổi da gà tiếp theo, mỗi một nốt so với hạt đậu xanh còn to hơn. Thế nào? Cung Tuyết Lăng cười trộm không dứt. Có rất nhiều vải vóc. Nhất định ta sẽ giúp người nhà của chàng may xiêm y. Nhà chàng có bao nhiêu người? Nhà của ta. Độc Cô Tiếu Ngu vừa cười, còn cười đến hai mắt cũng híp mắt. Trừ cha ta cùng mẹ ra, ta có 5 tỷ muội, hai vị tỷ tỷ cùng một người muội muội cũng đã lập gia đình. Chỉ còn lại có 2 muội muội ở nhà. Mặt khác, cha ta là lão đại, hắn còn có 4 đệ đệ. Nhị thúc có 3 người con, tứ thúc cùng lục thúc cũng có 6 đứa, thất thúc có 4. Ừ, tạm thời cứ như vậy. Tạm thời cứ như vậy. Chẳng lẽ còn có thể thêm nửa hay sao? Thiên quân vạn mã. Cung Tuyết Lăng có chút giật mình địa lẩm bẩm nói. Nhưng, vì sao không có tam thúc cùng ngũ thúc? Mi mắt hơi khép lại là cô. Độc Cô Tiếu Ngu nhẹ nhàng nói. Cung Tuyết Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cô. Hẳn là cũng gả đi ra ngoài đi. Được rồi, ta đây trước giúp chàng may vài bộ xiêm y, còn có đệm chăn, gối, sau đó thay người nhà chàng may xiêm y, nói đi cũng phải nói lại. Ai, ta xem những thứ kia vải vóc cả đời cũng dùng không hết. Lão bà. Ân. Trở về. Cung Tuyết Lăng dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Cái gì? A, nhị ca. Rất xa, âm thanh từ bên kia rừng trúc vang đến chính là Cung Trọng Thư. Bước tiến của hắn tương đối nhanh chóng, rất nhanh sẽ đến trước mặt bọn họ, một ánh mắt ân cần vội vàng lưu chuyển ở trên người Cung Tuyết Lăng. Tiểu muội, muội vẫn khỏe. Muội rất khỏe a. Cung Tuyết Lăng có chút khốn hoặc. Nhị ca, ngươi như thế nào đến đây? Cung Trọng Thư ngắm Độc Cô Tiếu Ngu một cái cười dài, bất đắc dĩ than thở. Muội đã quên sao? Hôm nay là ngày thứ 3, ca ca tới đón muội về nhà mẹ đẻ ăn cơm. A, việc này. Cung Tuyết Lăng mãnh liệt phách cái trán. Ngày thứ 3 là lễ lại mặt, muội đã quên mất. Cung Trọng Thư lắc đầu. Muội đã quên, muội phu thì ngược lại không có quên. Ta đã chuẩn bị xong. Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị nói, nàng cũng đi chuẩn bị một chút đi. Đáng giận, chàng cố ý không đề cập đến. Cung Tuyết Lăng trước dùng sức đẩy hắn ra một bên, sau đó xoay người chạy về phòng. Thấy bọn họ thành thân vừa mới 2 ngày đã liếc mắt đưa tình, Cung Trọng Thư lúc này mới hơi chút yên tâm. Muội phu, cha ta muốn ta hỏi ngươi, thật không có thể lưu lại 2 nha hoàn hồi môn kia sao? Nông dân không thể để cho nha hoàn hầu hạ. Độc Cô Tiếu Ngu thản nhiên nói. Nhưng là, dừng một chút. Ách, được rồi. Cha nói không thể miễn cưỡng, hắn không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Ân, đúng rồi, ngươi cảm thấy muội muội của ta như thế nào? Độc Cô Tiếu Ngu tươi cười thâm sâu nói. Rất thú vị. Chính xác phải là, rất vui vẻ. Thú vị. Cung Trọng Thư kinh ngạc ngơ ngác một chút. Có gì thú vị? Độc Cô Tiếu Ngu suy nghĩ một chút. Nàng không giống Thiên Kim Đại Tiểu Thư bình thường. Muội ấy cho tới bây giờ không phải là Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Cung Trọng Thư có chút tức giận, nặng nề nói, ta trân trọng nói cho ngươi biết, muội ấy. Vì muốn cho phụ thân yên tâm, Cung Tuyết Lăng dành một chút thời gian trang điểm. Lúc nàng xuất hiện, Độc Cô Tiếu Ngu đã sớm từ miệng Cung Trọng Thư biết được không biết bao nhiêu bí mật từ lúc mới sinh của Cung Tuyết Lăng, bí mật tuổi ấu thơ, bí mật thiếu nữ. Dĩ nhiên, hắn cũng biết nguyên nhân thực sự vì sao Cung Tuyết Lăng nguyện ý gả đến nhà nông dân. Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi, muộn quá thì không tốt. Ân, đi thôi. A, đúng rồi, còn lễ vật. Ta đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Đại tiểu thư, chờ nàng nhớ tới thì không còn kịp nữa. Ai? Người nào đó vừa bị đánh một quyền, tự chuốc lấy phiền nhiễu. Nguyên tưởng rằng về nhà mẹ đẻ sẽ gặp lại 2 vị biểu tỷ muội, không nghĩ tới lần này chỉ có một mình nàng trở về tiêu cục. Cô con muốn thiết yến tại Lư Mã.
Cung Mạnh Hiền giải thích. Tại sao? Ta cũng không hiểu, bất quá nếu nàng đã muốn như vậy, sẽ tùy ý của nàng đi. Dù sao đó là con gái của nàng, ta cũng không tiện xen vào. Ai nói không xen vào, đồ cưới của các nàng cũng là cha giúp các nàng chuẩn bị. Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm, đột nhiên hai tròng mắt sáng ngời, Dạo Dực nhếch môi. Bất quá vừa đúng lúc, con còn có 2-3 lượt khách phải mời, cha hãy nhân cơ hội này mời bọn họ chuyển qua khu đó. Ta cũng đang định làm như thế. Cung Mạnh Hiền vuốt cằm nói. Còn, Cung Tuyết Lăng trần chờ xuống. Bách Hiểu Hội bên đó thì sao? Bồi thường một khoản bạc. Cung Mạnh Hiền vẻ mặt tự nhiên nói, thiếu hội chủ vẫn sẽ lấy vị hôn thê của hắn làm thiếp. Nhưng nếu vị hôn thê của hắn có hài tử của biểu ca con, thì biểu ca của con phải lấy người ta. Cung Tuyết Lăng hoài nghi liếc xéo Cung Mạnh Hiền. Chỉ đơn giản bồi thường một khoản tiền thôi sao? Cung Mạnh Hiền sờ đầu của nàng. Còn có Tô Châu Bố Trang. Tô Châu Bố Trang. Cung Tuyết Lăng kinh hô. Nhưng đó là cửa hàng có thu nhập tốt nhất của chúng ta. Của đi thay người bình an là tốt rồi. Cung Mạnh Hiền vô tình mỉm cười. Chẳng lẽ con muốn đứng ra nhận hết mọi chuyện? Cung Tuyết Lăng á khẩu không trả lời được. Một lát sau mới căm giận dậm chân. Đáng giận, đáng giận. Biểu ca thật đáng ghê tởm nhất mà. Không có chuyện gì nữa rồi. Chuyện đã giải quyết thì coi như xong đi. Cung Mạnh Hiền vừa chịu mến xoa đầu của nàng, rồi sau đó chuyển hướng Độc Cô Tiếu Ngu. Con rể, nên nhập tiệc rồi ngồi xuống đi. Nhạc phụ xin đợi một chút. Độc Cô Tiếu Ngu một mặt vừa nói, một mặt xoay người từ phần lễ vật mang ra 2 hộp gỗ một lớn một nhỏ, 2 tay đề trình cho nhạc phụ. Tiểu tế chưa từng đưa lễ vật, cũng không đến thăm viếng. 2 thứ này là lễ vật mà gia mẫu giao cho tiểu tế, không dám nói là đồ tốt gì. Còn thỉnh nhạc phụ xin vui lòng nhận cho. Không tham lễ vật, chỉ vì con rể có lòng, Cung Mạnh Hiền cao hứng nhận lấy. Như vậy ta nhận. Thuận tay mở ra, vẻ mặt không sợ hãi trong nháy bị quét sạch, hắn giật mình trợn mắt. Này này con rể vì sao lại có thứ này? Bên trong 2 hộp gỗ kia, một cái bên trong đặt dương chi bạch ngọc hình tròn, chất ngọc tinh tế nhắn nhụi, sáng bóng dễ chịu. Mỗi một bộ phận đều tinh xảo mong manh cho nên hết sức trong suốt. Cho dù là người ngoài nghề cũng nhìn ra được giá trị của ngọc khí. Mà quay sang mở cái hộp nhỏ bên cạnh thì càng kinh người hơn. Đó là một đôi vòng tay phỉ thúy trơn mềm thấm lạnh, màu xanh nồng đậm lộ ra vẻ mỹ lệ cùng với tiên khí sáng ngời. Giống như vẻ đẹp của thiếu nữ thuần khiết, nhu hòa, tinh tế, trong sáng, không chút nào tì vết, hơn nữa trong suốt như nước, như băng. Đặt ở trên lòng bàn tay, vân tay rõ ràng có thể thấy được, sợ rằng gộp tất cả đồ cưới của Cung Tuyết Lăng cũng không thể mua được một nửa vòng tay chân quý như thế này. Gia thúc là Ngọc Thạch thương nhân, ở quê nhà Tây Thủy, những loại đồ vật như thế này còn nhiều, rất nhiều. Cung Mạnh Hiền lại càng kinh ngạc, không nghĩ tới một người nông dân bình thường hẳn lại giàu có như vậy, lại còn nói trong nhà còn nhiều, rất nhiều những loại chân phẩm hiếm có như vậy. Như vậy, à, vòng tay này, ta nghĩ để cho Lăng Nhi. Vật này quả thật không cần, gia mẫu còn có rất nhiều vòng đeo tay chân quý muốn tặng cho nàng. Mà những thứ kia, khụ khụ, so với cặp vòng phỉ thúy này còn tốt hơn. So với này vòng tay còn tốt hơn. Cung Mạnh Hiền ngạc nhiên ngơ ngẩn, không tưởng tượng được gia cảnh Độc Cô Tiếu Ngu đến tột cùng là giàu có bao nhiêu, cho dù không phải là hào phú. Ít nhất cũng là đại phú. Vậy hắn tại sao phải làm ruộng? Sao? Vì đánh cuộc, Cung Tuyết Lăng càng ngày càng dậy sớm hơn. Thật vất vả ở ngày thứ 3 lại mặt. Qua đi vài ngày, nàng rốt cục cũng dậy sớm hơn Độc Cô Tiếu Ngu một khắc. Khẽ nắm tay lại, nàng quay đầu lại nhìn vị hôn phu còn đang ngủ say, dương dương đắc ý. Hắc hắc hắc. Nàng rốt cục cũng dậy sớm hơn hắn, xem hắn khóc như thế nào đây. Độc Cô Tiếu Ngu không khóc, hắn thậm chí không nôn ra nửa tiếng, cười dài dùng qua đồ ăn sáng sau đó ra ruộng. Bất quá trước khi ra cửa, hắn ném lại một câu. Kho hàng sắp xếp thế nào rồi? Không cần làm gì hết, ta sẽ bảo cha đến mang về, tạm đặt ở trong tiêu cục.
Tốt, như vậy nàng có rảnh liền dọn dẹp chuồng heo một chút đi. Chuồng heo. Cung Tuyết Lăng nhất thời há hốt mồm. Nguyên lai, chuồng heo cũng do nàng chịu phụ trách sao? Ách, cũng phải, hắn chịu trách nhiệm ở bên ngoài, công việc trong nhà đương nhiên là do nàng toàn bộ phụ trách. Nói như vậy, không chỉ chuồng heo, còn có chuồng bò, chuồng gà, ao vịt, vườn rau xanh, ruộng dưa. Ông trời ơi, nàng không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát có 8 cánh tay, làm sao hoàn thành hết? Cung Tuyết Lăng giật mình sững sờ ngây người thật lâu, rốt cục khẽ cắn răng, dứt khoát kéo tay áo, kéo ống quần, cầm lấy cây chổi tre, thật giống một đại tướng quân cầm đao hướng về phía chiến trường. Nếu hắn làm được, nàng cũng làm được. Kết quả, trong buổi trưa Độc Cô Tiếu Ngu trở lại dùng bữa trưa thì không thấy được nửa hạt gạo, chỉ thấy Cung Tuyết Lăng còn đang trong chuồng heo chiến đấu hăng hái không ngừng, còn hùng hổ giơ cây chổi tre cùng con heo lớn rằng co, thật giống như hai quân đánh nhau. Vì nàng không biết nên như thế nào, xin mấy cái đầu heo vừa mập vừa ngu kia tránh ra để nàng dọn dẹp phân và nước tiểu của chúng, nàng không thể một chưởng đánh chết chúng đi. Mắt thấy nàng từ đầu đến chân một thân đầy phân heo rất chật vật, Độc Cô Tiếu Ngu cũng không nhìn được nữa, cười to. Cha nói xong không sai, cưới vợ chính xác phải dựa vào duyên phận. Đi từ Tây Thủy đến Giang Nam, hắn quả nhiên gặp được duyên phận của mình. Tiểu thê tử của hắn thích. Sao? Người ta nói quen tay hay việc, lao động lâu thành thói quen. 3 tháng sau, tất cả công việc do nàng phụ trách, Cung Tuyết Lăng rốt cục có thể ứng phó tự nhiên, bình tĩnh hoàn thành từng việc, từ việc nhà đến tạp vụ, từ vườn rau xanh đến gia súc, mỗi dạng đều được xử lý thỏa đáng. Ngay cả chính nàng cũng không thể không bội phục chính mình. Quả thật đúng là thần kỳ. Không nghĩ tới nàng còn chưa kịp mở lời, Độc Cô Tiếu Ngu đã đi trước nàng một bước, đặt xuống một câu vô tình. Sắp bắt đầu thu hoạch, từ ngày mai, nàng theo ta cùng nhau hạ điền. Hạ điền. Nàng phải hạ điền. Nàng. Hạ điền. Đợi một chút, ta không phải phụ trách các công việc trong nhà thôi sao? Cung Tuyết Lăng lớn tiếng kháng nghị. Ngày mùa, nông phụ cũng phải hỗ trợ hạ điền. Bất cứ lúc nào, Độc Cô Tiếu Ngu cũng cười dài. Bất quá lúc này nhìn qua cũng có điểm vui sướng khi thấy người gặp họa. Thế còn việc nhà thì làm sao bây giờ? Ta sẽ giúp nàng, việc gì cũng có thể đợi, chính là gặt lúa thì không đợi được, sau khi gặt lúa xong còn phải trồng tiếp lúa mùa. Lời của lão công của nàng chính là thiên lý. Không có cách nào khác, Cung Tuyết Lăng không thể làm gì khác hơn là không trâu bắt chó đi cày, đội nón rộng vành, cầm lưỡi hái theo Độc Cô Tiếu Ngu cùng nhau hạ điền, bắt đầu một tháng mưa gió lạnh lẽo thê lương. Cắt lúa, đập lúa rồi phơi lúa, xúc mạ, chọn mạ rồi gieo mạ, không nói tới Cung Tuyết Lăng căn bản là người ngoài nghề một chút cũng không biết, bước chân đầu tiên bước vào trong ruộng đất chẳng khác gì bùn loãng, thì mới hiểu rõ hàm nghĩa của việc bước đi gian nan. Nàng còn chưa kịp tiến nửa bước thì cả người mém chút úp mặt sập vào bên trong bùn lầy. Chưa nói đến việc lưỡi hái của nàng một nhát chém xuống không cắt được nửa cây rơm dạ lại thiếu chút nữa cắt đứt cổ chân của mình. Hoặc là cảnh sắc tươi đẹp giữa trưa hè có bao nhiêu nóng bỏng mãnh liệt, tùy tiện phơi nắng lập tức có thể phơi nắng làm cho đầu óc choáng váng, đầu cháy đen, người ta còn cười nhạo bảo nàng cấy mà giống, câu lươn. Những chuyện này cũng không nói đến. Cực khổ nhất chính là suốt ngày phải khom người, từ sáng sớm cho đến đêm, thật lâu mới dựa lưng một chút, ngay sau đó phải cúi xuống tiếp tục công việc, liên tục vài ngày như vậy, Cung Tuyết Lăng nhanh chóng trở thành một cái cây khô. Ta mấy tuổi rồi? 17. Không, 70. Còng lưng ngàn năm làm xương sống không thẳng nổi, Cung Tuyết Lăng cố hết sức kéo cặp chân vào trong phòng ngủ, ngã lên giường. Cũng không đứng dậy nổi, tiếng nàng rên rỉ hòa cùng tiếng cười lớn của Độc Cô Tiếu Ngu. Ngoài phòng, tiếng côn trùng, ếch kêu thật là náo nhiệt. Đáng giận, dám cười nhạo nàng, tốt, nàng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị của canh ba độc. Bất quá, phải đợi qua vụ này mới tính, nếu không há chẳng để một mình nàng gánh vác. Để nàng hoàn toàn chịu trách nhiệm,
cái mạng nhỏ này chắc bị lấy đi hơn phân nửa. Ô ô ô, eo của nàng. Ai ngờ ngày mùa vừa mới đi qua, Cung Tuyết Lăng còn không có cơ hội để cho Độc Cô Tiếu Ngu nếm thử tư vị đem ruột kéo ra, Độc Cô Tiếu Ngu lại ra một đạo mệnh lệnh khác. Giờ phút này chính là thời điểm khoai lang trưởng thành, chúng ta phải cho thêm đất, bón thêm phân cho chúng. Chúng ta. Đúng, chúng ta. Chàng, còn có ta. Đúng, ta, còn nàng nữa, nếu không còn có ai. Lão công nói cũng là ngụy biện. Bất quá. Được rồi, chúng ta thì chúng ta. Ô ô ô, không nghe không được. Cho nên, chọn mà bây giờ phải sửa thành bón phân, nàng lại phải ở ngoài ruộng. Bất quá lúc này là ruộng khoai lang. Ruộng khoai lang đang ở một bên là ruộng lúa nước, bón phân, cho thêm đất cho chúng nói đơn giản rất đơn giản. Chỉ cần đào hai rãnh nhỏ hai bên, đem móc bùn đất ra cho ở quanh gốc rễ của chúng là được. Nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Trước tiên phải bón quanh rễ của chúng một lớp phân xúc vật thật dày, sau đó mới có thể moi đất ra cho phân quanh gốc rễ được. Vì thế cả ngày phải ngồi chồm hổm, nàng chỉ muốn tìm thời cơ thuận lợi té xỉu cho hắn thấy. Nhưng mà ngay cả đứng lên cũng không nổi, nàng còn có thể giở trò quỷ gì. Nàng phải làm việc vất vả như thế một thời gian sau. Thật vất vả, bên trong ruộng việc đều giúp xong, nàng rốt cục có thể trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, có một chút ít thời gian để nghĩ làm sao để cho lão công nếm thử vị canh ba đầu mới được. Không ngờ nàng còn chưa kịp nghĩ cách, Độc Cô Tiếu Ngu đã chủ động nói với nàng. Về sau những việc nặng nàng đừng làm nữa. Tại sao? Hắn rốt cuộc cũng tìm được lương tâm giấu ở nơi nào sao? Bởi vì, Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì từ phía sau ôm nàng, trước trộm hôn nàng một cái, sau đó xoa bụng của nàng. Nàng có thai. Hơ, hắn biết rồi. Nàng nguyên nghĩ đợi hai ngày nữa mới nói cho hắn thêm kinh hỉ, thí dụ thời điểm khi hắn tiêu chảy đến ngay cả ruột cũng muốn rớt ra ngoài. Cũng có khả năng hắn biết nàng dở trò quỷ, đến lúc đó nói cho hắn biết mới là thời cơ tốt nhất không phải sao? Vậy ai chịu trách nhiệm những việc lặt vặt kia? Ta. Bàn tay thô ráp của Độc Cô Tiếu Ngu đặt trên bụng nàng nhẹ nhàng dao động. Sau này ta sẽ tranh thủ làm những công việc lặt kia, nàng mệt mỏi phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Khó được hắn như thế ôn nhu, Cung Tuyết Lăng không khỏi lạ lẫm nhưng có chút say mê. Thành thân gần nửa năm, thật ra thì cơ hội bọn họ gần gũi cũng không nhiều. Bởi vì hắn có công việc của hắn, nàng cũng có việc nàng muốn làm, một ở ngoài đồng, một ở nhà, mỗi ngày từ sáng sớm đến khi tối muộn, cơ hồ không có một khắc nghỉ ngơi. Bất quá sau khi lên giường, hắn luôn là sẽ cùng nàng hàn huyên về chuyện của cha mẹ của hắn ở Tây Thủy, các thúc thúc, các tỉ muội cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Hắn còn kể chuyện về thôn trang như thế nào, cuộc sống của bọn họ từ nhỏ đến lớn ra sao. Nói thật, việc hắn kể cũng hết sức bình thường, cơ hồ đi tới chỗ nào cũng có thể gặp. Những chi tiết bình thường như thế khi qua miệng Độc Cô Tiếu Ngu lại trở nên thú vị, chúng hiện ra trước mắt nàng một cách sống động, khiến nàng tự nhiên sinh ra một loại cảm tình. Tiếu ca. Ân. Nhà chàng cũng không nghèo có đúng hay không? Ân. Không cần chàng một mình chạy đến nơi đây làm ruộng nuôi gia đình có đúng hay không? Ân. Vậy chàng như thế nào bỏ được nơi tốt đẹp như thế mà chạy đến đây? Thành thật mà nói, ta bị đuổi. Nha, là bị đuổi. Tựa vào vai Độc Cô Tiếu Ngu, cái đầu nhỏ kinh ngạc bật ra. Tại sao? Chàng đã làm việc gì tán tận lương tâm sao? Độc Cô Tiếu Ngu nhún nhún vai, đem đầu của nàng một lần nữa tựa vào vai hắn. Bởi vì ta lần nữa không chịu thành thân cho nên cha ta muốn ta cưới vợ, sinh con rồi mới có thể quay về. À, ta hiểu, bởi vì chàng là con trai độc nhất có đúng hay không? Trên thực tế, Độc Cô gia đại đại đơn truyền mấy đời, không chỉ có ta là con trai độc nhất, cha ta cũng là con trai độc nhất. Thì ra là như vậy. Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm. Xem ra ta phải nỗ lực một chút, mau mau sinh ra con trai. Chúng ta mới có thể sớm một chút trở về gặp họ.
con ngươi hắn lưu xuống ngắm nàng thật kỹ. Nàng muốn cùng ta trở về Tây Thủy. Cung Tuyết Lăng hai mắt hướng lên, vừa vặn đón nhận ánh mắt của hắn. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ta đã gả cho chàng, cũng phải cùng chàng về quê nhà đúng không? Nàng kỳ quái hỏi ngược lại. Nàng không luyến tiếc rời đi Giang Nam. Dĩ nhiên cũng có một chút không nỡ. Bất quá, không thể cùng lúc chọn hai thứ được. Con người dù sao cũng phải từ bỏ một vài thứ, mới có thể có được một thứ khác, không phải sao? Đúng là, có điều được tất có điều mất cũng tất có điều như ý. Độc Cô Tiếu Ngu đưa mắt thật sâu nhìn nàng chốc lát, nụ cười trên môi ngày càng sâu, còn lộ ra một vẻ ôn nhu. Như vậy, chờ sau khi nàng sinh con xong, chúng ta trở về Tây Thủy thôi. Cuộc sống nông gia hết sức cực khổ, hết sức bận rộn, cơ hồ quanh năm suốt tháng đều có công việc, cho dù Cung Tuyết Lăng tạm thời không cần làm việc nặng, nhưng vẫn có không ít những việc không tên. Giặt quần áo nấu cơm, dọn dẹp quét dọn, cho gà vịt ăn, nuôi heo nuôi bò, còn phải thay hải tử trong bụng may quần áo. Cuối năm phút chốc cũng đến, nàng cũng phải thay lão công may áo mới, làm giày mới. Sáng sớm vừa mở mắt đã bận việc, từ trong nhà bận đến ngoài phòng, lại từ ngoài phòng bận đến trong nhà, luôn là cho đến lúc lên giường, nàng mới có thể thả lỏng để lấy hơi một chút. Làm ruộng không giống với đánh nhau, một thân võ công cũng không cần sử dụng. Cho dù nàng là võ lâm đệ nhất cao thủ, một khi gả vào nhà nông, mồ hôi chính là sức lực lớn nhất cần thiết làm việc nha. Về phần Độc Cô Tiếu Ngu, tháng 10 thu hoạch lúa mùa, đập lúa, phơi lúa, sau đó đóng vào bao, công việc một năm của hắn cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Về sau, hắn cơ hồ điều ở nhà, tu sửa tường và hàng rào, tu sửa chuồng gà cùng chuồng heo, tết cỏ khô làm giày rơm. Cũng giúp Cung Tuyết Lăng giặt quần áo quét dọn phòng ở, nấu cơm làm dưa muối, thỉnh thoảng đi ra ruộng xem rau trong ruộng đã gieo đã nảy mầm mọc rễ hay chưa, thuận tiện hái một chút rau dưa với khoai lang. Thoáng cũng đến ngày mùng 8 tháng chạp. Phải chuẩn bị lễ mừng năm mới. Ta đã chuẩn bị. Chàng. Cung Tuyết Lăng chém xéo mắt mà trên dưới đánh giá lão công. Chàng có ý tay bột làm bánh bao với bánh ngọt không? Độc Cô Tiếu Ngu gật đầu. Thịt muối, bánh gạo, hạt kê rang vàng. Độc Cô Tiếu Ngu lần nữa gật đầu. Chàng rốt cuộc không có cái gì. Độc Cô Tiếu Ngu hơi suy nghĩ một chút, cợt nhà chỉ cái bụng đội lên của nàng. Cung Tuyết Lăng cười mắng đẩy đầu ngón tay của hắn ra. Chàng nếu là thật có thể nghi ngờ hài tử, ta nghĩ không nên gả cho chàng. Bất quá làm cho Cung Tuyết Lăng kinh ngạc, chính là Độc Cô Tiếu Ngu biết chứ. Người nào dạy chàng? Cha ta. Cha chàng, công công không phải là làm ruộng. Hắn là thôn trưởng thôn chúng ta. Khó trách, thôn trưởng biết chứ cũng không coi là kỳ quái. Nhưng không chỉ có như thế, hắn còn có thể. Ai dạy chàng vẽ tranh? Nhị thúc. Ta đoán nhị thúc cũng không phải là làm ruộng a. Hắn là đại phu. Ai dạy chàng làm thơ? Lục thúc. Lục thúc làm gì? Ngọc thạch thương nhân. Cắt giấy. Thất thúc, hắn là châu báu thương nhân. Pháo trúc. Tứ thúc, hắn buôn bán ngựa. Xin hỏi trưởng bối của chàng, rốt cuộc người nào làm ruộng? Không một ai. Vậy còn chàng tại sao phải làm ruộng? Ta thích. Cung Tuyết Lăng không biết nên khóc hay cười phất tay một cái. Được rồi, tùy chàng chúng ta tự mình viết câu đối xuân, vẽ tranh Tết, cắt giấy, làm pháo trúc. Nàng vẫn tiếp tục may quần áo làm giày, ít nhất cái này, Độc Cô Tiếu Ngu không giúp được nàng. Cho nên, bọn họ luôn là bề bộn công việc, bởi vì bọn họ hết thảy đều dựa vào mình, không có bất kỳ người hầu, cũng không mua đồ có sẵn, bên trong ruộng rau có các loại rau dưa. Gà vịt heo cũng là tự mình nuôi, dòng suối nhỏ chảy qua trước phòng có rất nhiều cá tươi ngon. Trên sườn núi sau nhà còn có cây đào, cây táo trừ muối ăn ở ngoài, bọn họ đều là tự cấp tự túc cơ hồ. À, đúng rồi.
kim và chỉ khâu, cái này chàng không có biện pháp làm. Ta đi mua. Thuận tiện mua chút kẹo mạch nha, bánh đường, mứt quả, quả hạch đào, bánh quả hồng, bánh táo, hạt dẻ, cả củ Âu nữa. Âu ha ha ha, ta chỉ biết hắn làm không được những thứ kia. Bất quá nàng cũng vì vậy loay hoay không có thời gian, cũng không còn dư thừa tinh lực bận tâm những thứ khác. Trừ phụ thân cùng hai vị ca ca mỗi tháng cũng sẽ thay phiên tới thăm nàng, nàng lâu chưa có trở về nhà mẹ đẻ. Mặc dù trước khi thành thân nàng tự nói với mình chỉ cần có thời gian sẽ phải trở về nhà mẹ xem một chút, tốt nhất là mỗi ngày trở về một chuyến, dù sao nhà mẹ đẻ gần trong gang tấc, chỉ cần tranh thủ một chút vào thành một chuyến là được, hơn nữa nàng có khinh công, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng từ khi gả cho nông gia, nàng một chút cũng không còn nghĩ tới muốn về nhà mẹ đẻ, thậm chí ngay cả ngày thứ ba lại mặt cũng đã quên. Bởi vì bận quá, mệt mỏi quá. Nghĩ tới đây, hai vị ca ca đã một tháng vẫn chưa đến, bởi vì đến cuối năm, công việc của bọn họ cũng bắt đầu bận rộn hay sao? Sao? Cưỡi tuấn mã phong trần mệt mỏi chạy vào bên trong thành Vô Tích, người đầu lĩnh trung niên thật to thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng trở về kịp. Cung Mạnh Hiền lẩm bẩm nói, việc lần này thật tiêu tốn không ít thời gian. Con còn tưởng rằng sẽ được đón mừng năm mới bên ngoài, Cung Trọng Thư cầm khăn tay lau đi vẻ mặt đầy bịu bợm. Vậy cũng không được, nhưng nếu thật sự là như thế, cha tất nhiên sẽ bỏ lại Tiêu kia rồi một mình mau mau trở về. Cung Trọng Khanh quả quyết nói, đầu năm hai người không thể không có một người ở Tiêu cục, nếu không tiểu muội trở về thì sao? May là trở về kịp. Cung Mạnh Hiền mỏi mệt vặn vẹo cổ. Vậy cũng không. Con à, Cung Trọng Thư đột nhiên sửng sốt một chút. Nhìn kìa, trước cửa Tiêu cục, chẳng phải là cô cùng biểu ca sao? Vừa nghe, Cung Mạnh Hiền cùng Cung Trọng Khanh liền song song nhíu mày, cũng cùng nhau rời mắt trông qua, quả thấy Cung Như Mị cùng Lục Học Quý hai mẹ con đang đứng trước cửa, đưa tay chỉ huy mọi người đem mấy cái thùng vào Tiêu cục, nhìn trận chiến, thật giống như bọn họ dường như muốn mang vào Tiêu cục. Chậm đã! Cung Mạnh Hiền vội và đến trước Tiêu cục kéo cương ngựa, nhảy xuống. Các ngươi đang làm gì đó? Liếc thấy Cung Mạnh Hiền, Cung Như Mị tựa hồ có điểm kích động, con ngươi liều mạng song tròn, cố gắng chấn định lại. Không có gì, muội muội chỉ là muốn, một năm đã qua, hai mẹ con muội, ách, có điểm tịch mịch, cho nên muốn trở về cùng đại ca cùng nhau đón lễ mừng năm mới thôi. Một năm đã trở lại. Cung Mạnh Hiền hoài nghi tầm mắt nhất nhất quét qua bọn hạ nhân vừa đem một nửa hòm. Chẳng qua chỉ một năm, vì sao đem tất cả hành lý đến đây như thế? Cung Như Mị miễn cưỡng kéo ra nụ cười. Để thuận tiện nha, để muội đỡ phải tìm này nọ không được. Cung Mạnh Hiền hít mắt nhìn chăm chú hai mẹ con Cung Như Mị chốc lát, lắc đầu. Các ngươi có thể cùng nhau cùng mừng năm mới, nhưng chỉ có thể mang quần áo và một ít thứ khác. Còn những thứ này, hắn vung tay lên, đem trở về đi. Tốt sao? Cung Như Mị bất đắc dĩ chỉ thị người hầu sẽ đem tất cả quan tài bàn hồi con lừa ma bước đi, đợi nàng cùng con dơ lên bao quần áo muốn vào trong Tiêu cục đi, lại bị Cung Mạnh Hiền ngăn trở. Đại ca, thành thật nói cho ta biết, có phải hay không Học Quý vừa gây ra hòa gì rồi? Cung Như Mị rút khẩu khí, không có, không có. Vội vàng hấp tấp phủ nhận. Kể từ khi đại ca đem khu mã lư giao cho Học Quý, Học Quý cũng chỉ có lui đến khu nuôi ngựa đó, những nơi khác cũng không có đi nữa, thì làm sao có thể gây hòa được. Cung Mạnh Hiền hồ nghi nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, nụ cười của Cung Như Mị cũng càng lúc càng méo mó. Tốt nhất là không có. Tốt, vào đi thôi, qua Nguyên Tiêu thì các người phải trở về. Nhìn hai mẹ con bọn họ ầm ầm vào trong Tiêu cục, giống như người chạy nạn, Cung Trọng Khanh cùng Cung Trọng Thư nhìn nhau. Hắn không có gây họa, tin được không? Không tin. Ta cũng không tin. Cung Mạnh Hiền nhìn hai đứa con thở dài nói, nhưng bọn hắn không thừa nhận, cha cũng không thể đuổi bọn họ. Bất quá một khi bị ta phát hiện Học Quý gây họa, ta sẽ lập tức báo cho nhà chồng nàng bên kia đón bọn họ trở về.
hy vọng lúc này không phải là gây ra họa lớn gì. Cung Như Mị trở lại về Tiêu cục, nên Tết năm thứ hai về nhà thăm bố mẹ, Lục gia tỷ muội tự nhiên cũng cùng phu quân đến Tiêu cục chúc Tết. Cung Tuyết Lăng không thể tránh khỏi cùng họ mặt đối mặt. Vừa khéo ba biểu tỷ muội bọn họ đều mang thai, bất quá ba biểu tỷ muội cũng là ba hình dáng. Từ trước đến giờ Lục Bội cầm điêu ngoa ương ngạnh thế lại sợ hãi rụt rè giống con chuột nhỏ, chỉ dám bước đi theo phía sau Hải công tử, hắn không ngồi, nàng cũng không dám ngồi, bất kể nói gì, làm chuyện gì cũng phải nhìn qua sắc mặt của Hải công tử, nơm nớp lo sợ làm cho phu quân mất hứng. Mà Lục Bội Nghi thì luôn dùng đôi ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn Cung Tuyết Lăng, giống như Cung Tuyết Lăng đoạt mất phu quân lại trộm nhi tử của nàng, nàng chắc đang suy nghĩ phải dùng thủ đoạn nào để báo thù. Chỉ có Cung Tuyết Lăng vẫn không thay đổi, không có chút nào thay đổi. Biểu tỷ, biểu muội, các người vẫn khỏe. Ta, Lục Bội cầm liếc phu quân Hải công tử một cái. Ách, tốt lắm. Ngươi cho là sẽ có chuyện gì? Lục Bội nghi mắt lạnh liếc xéo Cung Tuyết Lăng. Nàng như vậy là sao? Nàng cho là Lục Bội nghi đã đạt được thứ mình muốn, bất kể kết quả như thế nào cũng không thể trách người khác, càng đừng nói tất cả oán giận đều đem đổ trên đầu nàng. Biểu tỷ muốn cướp vị hôn phu của nàng, nàng cũng không oán giận, còn muốn nàng như thế nào? Như vậy, Cung Tuyết Lăng xem như nàng không có mặt, lần lượt chuyển hướng vị hôn phu của các nàng. Biểu tỷ phu, biểu muội phu, hai vị vẫn khỏe. Đều nhờ biểu tỷ hỏi thăm, ta rất khỏe. Hải công tử nhăn nhăn nhó nhó lấy tay khăn che miệng, hình dáng ngượng ngùng, thuận tiện ném qua mị nhãn tới một người. Cung Tuyết Lăng không khỏi run run, vội vàng tránh khỏi ánh mắt của hắn, miễn cho ánh mắt rút gân, dạ dày co thắt, không khéo cả bữa tối hôm qua không nhìn được cũng phun ra. Thật ra thì Hải công tử có thể cũng coi là nam nhân tuấn mỹ, nhưng cái kiểu ẻo lả này làm cho người ta hoài nghi hắn rốt cuộc là nam hay là nữ. Về phần Hạ Hậu Lam, Cung Tuyết Lăng nhìn vị hôn phu trước đây, một chút cũng không hối hận gả cho Độc Cô Tiếu Ngu. Hạ Hậu Lam là một võ lâm thế gia đệ tử điển hình, phong độ phiên phiên, cử chỉ nhanh nhẹn, anh tuấn lịch lãm. Không biết có bao nhiêu cô nương, các tiểu thư để mắt đến hắn, nhưng nàng vẫn không cảm thấy hắn là một người chồng tốt. Bởi vì trừ võ công ở ngoài, hắn cái gì cũng không biết, ngay cả châm trà cũng sẽ không. Lăng muội, nàng, Hạ Hậu Lam chần chờ, cố gắng nuốt lại lời nói vừa thốt ra, đổi hỏi, nghe nói nàng gả cho nông dân. Đúng, là làm ruộng. Cung Tuyết Lăng khoái trá thừa nhận, chợt quay đầu lại gọi, Tiếu ca. Đang cùng Cung Mạnh Hiền nói chuyện, Độc Cô Tiếu Ngu quay đầu lại, Cung Tuyết Lăng vẫy tay, hắn lập tức hướng Cung Mạnh Hiền tạ lỗi, sau đó bước nhanh đi về phía Cung Tuyết Lăng. Chàng, Cung Tuyết Lăng rất tự nhiên ôm lấy khuỷu tay Độc Cô Tiếu Ngu, chính là vị phu quân của muội. Hắn là làm ruộng sao? Lục Bội nghi thốt ra, giật mình hỏi. Thật không giống a. Lục Bội cầm cũng thật bất ngờ lẩm bẩm nói. Đâu chỉ không giống, ba nam nhân đứng chung một chỗ, Hải công tử chính là hình thức đáng chú ý. Hạ Hậu Lam bộc lộ tài năng, đủ nổi bật, mà Độc Cô Tiếu Ngu trầm ổn nội liễm, không hiện bất sắc thái nào, nhưng chỉ liếc mắt một cái, mọi người chú ý tới nhất định là Độc Cô Tiếu Ngu, bởi vì hắn có một loại khí chất mà người khác không có, đọng ở trên môi hắn là một nụ cười giữ chặt ánh mắt người nhìn. Chỉ cần hắn nhìn ngươi, lòng của ngươi cũng sẽ bị níu lấy. Hắn mới là bắt mắt nhất. Không phải mới là lạ. Cung Tuyết Lăng oán hận thúc phu quân một quyền. Năm ngoái hắn còn muốn muội theo hắn hạ điền, hại muội thiếu chút nữa thắt lưng không thẳng được. Ta không phải đã để cho nàng nghỉ ngơi sao? Độc Cô Tiếu Ngu cười dài vì mình biện hộ. Hừ, lại đánh một quyền nữa, nếu như không phải là ta mang thai, chàng sẽ cho ta nghỉ ngơi sao? Lại thêm một quyền. Không biết, mùng một chúng ta lại đến đây, ở đến Nguyên Tiêu mới trở về. Nếu muốn nghỉ ngơi thì muội sẽ phải nghỉ ngơi nhiều cho đủ vốn. Được thôi. Độc Cô Tiếu Ngu vuốt cằm. Năm nay 15 mới lập xuân, sau Nguyên Tiêu mới ủ cây con thì vẫn kịp. Vậy chúng ta cũng tới có được không? Từ 11 ở đến 15.
Hải công tử xấu hổ nói, còn các ngươi? Hắn hỏi chính là Hạ Hậu Lam, người phía sau miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng sẽ tới. Sau tiệc rượu bữa trưa, tính chanh chua của Cung Như Mị cũng không giảm bớt. Có lẽ là bởi vì nàng biết Lục gia tỷ muội gả rốt cuộc là không đúng chỗ, vì vậy cũng muốn cho Cung Tuyết Lăng không được tốt như thế. Cuộc sống nữ nhi của nàng không thoải mái, Cung Như Mị có thể nào chịu yên để cho cuộc sống người nào đó được trôi qua mỹ mãn. Lăng nhi, gả cho nông dân thực vất vả đi. Thực là vất vả. Cung Tuyết Lăng không chút để ý trả lời, bởi vì Độc Cô Tiếu Ngu đang giúp nàng lột vỏ tôm. Một con không lớn không nhỏ, thật sự không đủ. Lấy con lớn một chút. Phu quân của con không mang con đến nơi nào giải sầu nghỉ ngơi một chút sao? Việc nhà không xong, ra khỏi cửa làm gì, làm sao có thời giờ mà dạo chơi? Cung Tuyết Lăng tiếp tục chỉ huy Độc Cô Tiếu Ngu vì nàng gắp thức ăn. Gắp miếng chân giò kho tàu kia. Ít nhất cũng cho con vài thứ châu báu, trang sức xem như là bồi thường chứ. Vậy không được, xưa nay con chưa từng nghe ai mang châu báu, trang sức mà làm việc nặng nhọc nha. Nếu rơi mất làm sao bây giờ? Cung Tuyết Lăng vừa nói vừa chỉ hướng gà nướng, gà quay xa nhất. Chân gà, ta muốn chân gà. Cung Tuyết Lăng trả lời một câu, Cung Như Mị sắc mặt liền càng khó coi một phần. Nàng muốn cho Cung Tuyết Lăng mất mặt, Cung Tuyết Lăng vẫn cứ ung dung, liên tục sai phu quân của nàng gắp này gắp kia. Mà Hải công tử thì ngược lại bảo Lục Bội cầm gắp thức ăn, lột vỏ tôm cho, mà Hạ Hậu Lam thì lặng lẽ dùng thức ăn, không thèm quan tâm đến Lục Bội nghi. Thật là quá đáng, gả cho nông dân lại kiêu ngạo như thế. Cùng phu quân là nông dân ra cửa nhất định là rất mất thể diện đi. Cung Như Mị lớn tiếng nói, ác ý rất rõ ràng. Cung Mạnh Hiền vẻ mặt đột nhiên tím lại, mà hai huynh đệ Cung Trọng Khanh lại càng bốc hỏa. Nhưng Cung Tuyết Lăng lại như cũ không thèm để ý, muốn Độc Cô Tiếu Ngu vì nàng múc canh. Lạnh quá, trước uống ngụm canh ấm áp một chút đi. Nàng nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Cung Như Mị một cái. Tại sao lại mất thể diện? Tiếu ca không ăn trộm, không cướp của giết người, đường đường tránh tránh làm ruộng sống, nơi nào mất thể diện? Không có nông dân, cô có gạo ngon để ăn, cháo loãng mà uống sao? Không có nông dân, cô cũng đừng hòng có bánh bao mà ăn, xin hỏi có điểm nào làm cho con mất thể diện? Cung Như Mị nhất thời cứng họng. Nhưng biểu muội là Tiêu Cục Thiên Kim đại tiểu thư, thấy mẫu thân á khẩu, Lục Học Quý vội vàng chen lời giúp mẫu thân một phen. Gả cho một người hạ đẳng làm ruộng thô kệch, cho dù một mình muội không cảm thấy mất thể diện, cậu cùng biểu ca, biểu đệ cũng mất thể diện thay muội, càng đừng nói đến biểu ca cùng mẹ rồi. Nghe vậy, Cung Mạnh Hiền giận tím mặt đang định mở miệng, lại bị Cung Tuyết Lăng giơ tay ngăn lại, nàng cười ngọt ngào. Muội dù có mất thể diện hơn nữa cũng không bằng biểu ca mất thể diện, suốt ngày chuyện gì cũng không làm, chỉ biết gây họa, sống phóng túng, đối với người khác thì kiêu ngạo, gây họa thì khóc lóc ăn quỵt nhờ cô cứu lấy mạng nhỏ. Muội nói cho huynh biết, biểu ca, loại người như thế này mới làm cho mọi người bên cạnh mất thể diện. Ngay cả những người hầu hạ bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên được. Nhưng câu sự thật, như kim châm thấy máu, Cung Tuyết Lăng càng nói càng hăng, mặt Lục Học Quý càng lúc càng đỏ, nói xong lời cuối cùng, mặt Lục Học Quý giống như trăm hoa đua nở muôn tía nghìn hồng, rất nhiều màu sắc, vừa lúng túng vừa giật, muốn phản bác nhưng nhà không ra nửa chữ. Mắt thấy con bị nói không chịu được như thế, mặc dù cũng là sự thật, nhưng là không tới phiên Cung Tuyết Lăng của trách. Cung Như Mị xấu hổ thành giận, muốn lật đổ cả bàn tiệc, nhưng đành bấm bụng. Đủ rồi, nếu như ở chỗ này không vui, mẹ con các người hay là trở về lư mã của mình đi. Cung Mạnh Hiền một câu nói thốt ra, hai mẹ con Cung Như Mị lập tức ngậm chặt miệng, cổ nghẹn thành màu tím cũng không dám mở miệng. Cho nên, mọi người rốt cục có thể bình an ăn bữa cơm. Nếu có người nói chuyện cũng là tán gẫu một chút việc vặt trong nhà. Không người nào dám tùy ý khơi ngọn lửa chiến tranh. Bất quá, chuyện vẫn chưa xong, hoàng hôn, các con rể nên mang theo vợ lên đường về nhà. Chàng chờ một chút, ta đến nhà kho lựa chút vải vóc đem về nhà. Cung Tuyết Lăng nói nhỏ với Độc Cô Tiếu Ngu.
đồ cưới của nàng toàn bộ đã đem về để trong nhà kho ở tiêu cục, nếu cần gì thì phải trở về lấy, bất quá chỉ dùng đến vải vóc, luôn là Độc Cô Tiếu Ngu trở về giúp nàng lấy. Lăng muội, ở trước cửa nhà kho, nàng bị gọi lại. Biểu tỷ phu, có việc gì? Nghe Cung Tuyết Lăng xưng hô đối với hắn như vậy, Hà Hầu Lam khóe miệng co giật một chút. Nói cho ta biết, Lăng muội, thật là muội chủ động buông tha cho ta sao? Đúng vậy a. Tại sao? Cung Tuyết Lăng đứng thẳng một chút vai. Đại ca hẳn là đã nói cho huynh biết. Hà Hầu Lam lắc đầu. Ta muốn biết lý do chân chính, lý do của muội, ta vẫn cho là muội thích ta, giống như ta vẫn thích muội. Hắn không cam lòng sao? Bởi vì huynh cái gì cũng không biết. Ta không hiểu. Cung Tuyết Lăng thở dài. Xin hỏi huynh, trừ võ công ra, huynh còn biết cái gì? Nàng nói rất rõ ràng, nhưng Hà Hầu Lam vẫn không rõ. Trừ võ công ra, ta còn cần phải biết cái gì? Chỉ cần huynh nguyện ý, cái gì cũng có thể a. Cung Tuyết Lăng khoa trương phất tay một cái. Tối thiểu, huynh không thể tự mình chiếu cố mình sao? Giống cha muội cùng ca ca muội, ở nhà có người hầu hạ, nhưng khi ra bên ngoài, bọn họ có thể tự lo cho bản thân, phàm là giặt quần áo, nấu cơm, vá xiêm y, những việc cơ bản nhất, mặc dù không tinh thông, ít nhất bọn họ đều biết làm. Mà còn huynh, Hà Hầu Lam nói không ra lời, bởi vì hắn chính xác cái gì cũng không biết. Cung Tuyết Lăng than thở thật sâu. Mỗi lần xem huynh mang theo người hầu ra cửa hầu hạ ăn uống cùng nghỉ ngơi, muội đã cảm thấy mất thể diện. Nói cho huynh nghe không vào, kiên trì có người hầu hạ, vì sao phải là bản thân huynh không động thủ? Bản thân muội muốn hỏi một chút, huynh có tay có chân, vì sao nhất định phải là người khác tới hầu hạ huynh? Là ra vẻ ta đây sao? Hà Hầu Lam có chút bất mãn, cũng có chút tức giận. Cho nên muội tình nguyện gả đến nông gia sống cuộc sống khổ cực qua ngày. Cung Tuyết Lăng lắc đầu nghĩ một lát. Ân, thật sự chính là cuộc sống khổ cực, mọi thứ đều phải tự mình làm, mỗi ngày đều có những việc nặng nhọc, giặt quần áo, nấu cơm, cho gà vịt ăn, dọn chuồng heo, quy ép chuồng bò, ngày mùa còn phải hạ điền, vừa mở mắt cho đến khi trời tối, thời gian để thở cũng không có. Bất quá, Cung Tuyết Lăng ra vẻ thỏa mãn, cười lúm đồng tiền. Mỗi một ngày cuộc sống cũng rất phong phú, mỗi ngày có thể thấy thành quả mà mình đã cố gắng. Cái loại cảm giác thỏa mờ án này không phải loại người không làm việc chân tay như huynh có thể hiểu được. Còn có, nụ cười của nàng càng sâu. Tiếu ca a, chàng cơ hồ cái gì cũng biết, bất kể là việc nam nhân, nữ nhân, chàng đều có thể một mình lãnh trách nhiệm. Huynh biết nó có ý nghĩa gì không? Ân, đúng rồi. Đó có nghĩa là sẽ làm cho nữ nhân của hắn có thể an tâm dựa vào. Nhưng hắn không biết võ công. Hà Hầu Lam thốt ra. Vậy thì như thế nào? Cung Tuyết Lăng không thèm để ý bĩu môi một cái. Trên đời này người không có võ công rất nhiều, bọn họ còn không phải sống rất tốt sao? Nếu thật sự cần thì đã có muội. Hà Hầu Lam trầm mặc một hồi nói. Cho nên, muội cảm thấy hắn tốt hơn ta. Muốn nói thật, đúng, muội cảm thấy Tiếu ca hơn huynh nhiều lắm. Cung Tuyết Lăng nặng nề nói, trong mắt của muội, chàng là một nam nhân hiểu rõ ý nghĩa sinh tồn, mỗi ngày sống rất chân thành, mà huynh chỉ là một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, mỗi ngày trôi qua không lý tưởng. Khi lớn tuổi, chàng có thể kiêu ngạo lớn tiếng nói chàng cả đời này làm bao nhiêu việc, chảy bao nhiêu mồ hôi, mà huynh cái gì cũng không nói được, bởi vì thời gian trong đời của huynh chỉ là sống uổng phí. Muội hẳn phải sớm một chút nói cho ta biết. Hà Hầu Lam nhếch đôi môi, hai mắt gắt gao chừng ở nàng. Muội đã nói rồi, nhiều lần, nhưng huynh nghe không vào thôi. Vậy cũng không nên vụng trộm để biểu tỷ gả cho ta. Vụng trộm? Xin chờ một chút. Cung Tuyết Lăng nhìn chằm chằm Hà Hầu Lam. Chúng ta không phải là có phái người qua nhà hỏi huynh có đồng ý hay không, mà chẳng phải là đã đồng ý sao? Không có. Hà Hầu Lam tức giận phủ nhận. Huynh lập tức cự tuyệt, chưa bao giờ đồng ý chuyện này.
A, không cần vận dụng đến đầu óc, Cung Tuyết Lăng có thể đoán được tất nhiên cô đang âm thầm dở trò quỷ, khó trách khi đó nàng muốn đích thân phái người đi thông báo Hạ Hầu gia. Nhưng đêm tân hôn, huynh, ta uống rượu say. Hạ Hầu Lam căm giận nói, hối hận vô hạn. Ngày thứ hai mới biết không phải là muội gả tới đây. Cho nên muốn trả hàng cũng không còn kịp rồi, bởi vì hắn đã mở ra sử dụng. Lúc này đổi lại Cung Tuyết Lăng không nói gì yên lặng thật lâu. Ách, muội thật xin lỗi, huynh bị giấu giếm lừa gạt, nhưng sự thật đã là như thế, trong bụng biểu tỷ đã có hài tử của huynh. Muội cũng đã gả cho Tiếu ca, bây giờ lại truy cứu nguyên nhân có ý nghĩa gì đâu. Không công bằng. Hạ Hầu Lam phẫn nộ vung hai cánh tay. Huynh vẫn cho là người huynh muốn kết hôn là muội. Gặp chuyện kích động như vậy, oán giận như vậy, ngay tức khắc không thể đem sự thật đảo ngược, Cung Tuyết Lăng không khỏi có chút kinh ngạc. Như thế nào, hắn thật thích nàng như vậy sao? Không, mới không phải, có lẽ hắn có một nửa là thích nàng, nhưng một nửa khác, hắn không cam lòng buông tha cho nàng, cảm thấy thật mất mặt, lòng tự trọng bị thương tổn. Đường đường Hạ Hầu đại thiếu gia lại thua kém một nông dân, quá xem thường hắn rồi. Nhưng là biểu tỷ xinh đẹp hơn muội. Xinh đẹp thì như thế nào, nàng cái loại này tùy hứng vô lại, huynh thật sự chịu không nổi. Nhưng nàng đã là thê tử của huynh, hơn nữa lại đang mang thai nha. Cung Tuyết Lăng bất đắc dĩ nói. Hạ Hầu Lam hử lạnh. Có mang thai thì thế nào, nàng nếu sinh nam tử thì thôi, nếu là sinh nữ nhi, ta liền hưu nàng. Nói xong, hắn xoay người sải bước rời đi, Cung Tuyết Lăng đến ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể giật mình ở tại chỗ. Nói biểu tỷ tùy hứng, thật ra thì chính hắn cũng tùy hứng, con rùa đần đụng với con ba ba ngu xuẩn, ngang ngửa không hơn không kém, ai cũng không có tư cách cười nhạo ai. Bất quá, nàng hay là hy vọng biểu tỷ có thể sinh nhi tử, nếu không biểu tỷ chắc chắn rất thảm nha. Sao? Tiếu ca... Ân, nếu ta sinh ra là nữ nhi thì phải làm sao bây giờ? Không sao, tiếp tục sinh, mẹ ta mang thai thứ ba mới sinh hạ ra ta. Nếu như muội vẫn không sinh được nhi tử thì sao? Thì tiếp tục ở lại đây làm ruộng a. Nghe Độc Cô Tiếu ngu nói mặt không đổi sắc, Cung Tuyết Lăng lúc này mới an tâm một chút, ngẩng đầu nhìn lão công của mình. Chàng thật không để ý. Là cha ta để ý, không phải là ta. Độc Cô Tiếu ngu cười mị mị chỉ ruộng rau xanh. Ta vốn là để cho cha ta đến bên trong vườn rau hái củ cải, khoai lang cho đủ số. Chính là do cha ta không chịu đó thôi. Củ cải, khoai lang. Cung Tuyết Lăng bật cười. Không cẩn thận cắn mất thì làm sao bây giờ? Độc Cô Tiếu ngu nhún nhún vai. Nói đi thì cũng phải nói lại. Thật ra thì cha ta cũng không để ý, nhưng căn nguyên là do mẹ ta, lúc nào cũng trách mình không thể vì cha ta sinh nhiều nam tử, nếu ta không sinh được nam tử, Độc Cô gia không có người thừa tự, tất cả lỗi đều thuộc về nàng. Bà vẫn nghĩ khuyên cha ta nạp thiếp, nhưng cha ta không nỡ để mẹ phiền não như vậy, càng không muốn nạp thiếp, không thể làm gì khác hơn là dùng sức ép đứa con trai này mau mau sinh ra tôn tử. Có đôi khi những chuyện như vậy nữ nhân để ý hơn nam nhân. Nếu như ông trời không thương xót, nàng cũng hy vọng có thể lần đầu tiên sẽ sinh nam tử, xong hết mọi chuyện, đỡ phải sau này phải lo lắng cho mình rốt cuộc có hay không thể sinh con. Nàng cũng không muốn gánh vác tội danh không có con thừa tự của Độc Cô gia. Để ý hơn là có dụng ý gì? Độc Cô Tiếu ngu choàng lên vai nàng hướng vào trong nhà. Tuyết rơi rồi, vào bên trong nhà đi. Đúng rồi, chúng ta ở trong tiêu cục thế này, ai cho gà vịt, heo bò ăn? Ta đi rồi sẽ trở lại, dù sao di lại một chuyến cũng rất nhanh. Vừa lúc, gà mái nếu đẻ trứng, thuận tiện mang đi qua, muội thích ăn nhất là trứng vừa mới đẻ. Thế còn, viên, trong bụng nàng thì thế nào? Sao? Đầu ngày mùng một về nhà mẹ đẻ, Cung Tuyết Lăng rất nhanh phát hiện đó là một quyết định sai lầm. Hạ Hầu Lam cùng Lục Bội nghi là một đôi tương kính như tân, Hải công tử cùng Lục Bội cầm là một đôi phu sướng phụ tùy,
không khí xung quanh trở nên lung túng, xấu hổ, đặc biệt là Lục Bội Nghi luôn nhìn chăm chú ánh mắt của nàng từ oán mà thăng cấp thành căm hận, mà nàng một chút cũng không hiểu Lục Bội Nghi rốt cuộc ở hận nàng ở điểm nào. Nhưng Cung Mạnh Hiền thật cao hứng vì nữ nhi có thể về nhà mẹ vài ngày, Cung Tuyết Lăng cũng không thể làm cha mất hứng mà rời đi. Đêm khuya, nàng vùi đầu vào ngực Độc Cô Tiếu Ngu than thở. Mới ngày thứ nhất, muội rất muốn về nhà. Con gái bất hiếu, chàng có tư cách nói sao? Không có. Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì ở trên trán nàng ân xuống vừa hôn. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi về trước cho gà vịt ăn, sau đó mau chóng trở về dùng điểm tâm sáng. Nhớ mang theo trứng gà nha. Lăng Nhi, con rể đâu? Sáng sớm trên bàn ăn, Cung Mạnh Hiền không thấy con rể, lập tức hỏi. Chàng trở về cho gà vịt ăn, hẳn sẽ trở lại mau thôi, chúng ta dùng trước đi. Cho nên, mọi người bưng lên bát cháo, chuẩn bị uống hai hớp cháo nóng để xua cơn rét lạnh. Không xong, không xong. Thình lình, một trong tiêu cục, một người vội vàng hấp tấp, lảo đảo xông vào trong thính đường. Tổng tiêu đầu, có người xông tới cửa tìm người hỏi chuyện. Cung Mạnh Hiền kinh ngạc ngơ ngác một chút, một bên Lục Học Quý leng keng hai tiếng rớt bát đũa, sắc mặt hoảng sợ, lấm tấm mồ hôi lạnh. Tới rồi, hắn tìm tới cửa rồi. Mẹ, mẹ, cứu con, hắn nhất định sẽ giết con. Cung Như Mị ôm cổ con, ánh mắt năn nỉ định trên mặt Cung Mạnh Hiền, nước mắt dịu dàng. Đại ca. Cung Mạnh Hiền nheo mắt, nói, hắn rốt cuộc vừa gây ra họa gì rồi? Cung Như Mị nuốt nhổ nước miếng, hắn giết một con ngựa. Vừa mới dứt lời, một người thất tha thất thểu đột nhiên xông vào. Tổng tiêu đầu, chịu không nổi nha. Không có thời gian để nghiên cứu nguyên nhân, Cung Mạnh Hiền phụ tử ba người lập tức phi thân ra sảnh. Hải công tử cùng Hà Hầu Lam tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng đuổi theo sau. Cung Như Mị lôi kéo con muốn thừa cơ bỏ trốn mất dạng, Cung Tuyết Lăng kịp thời bắt được tay Lục Học Quý. Cô cùng biểu ca lại tiếp tục đem phiền toái đến trong tiêu cục, các người muốn trốn là trốn sao? Nếu như có thể được, Lục gia tỉ muội cũng muốn chạy, nhưng phu quân của các nàng cũng đã bước ra, các nàng cũng đành lưu lại. Mẹ, chúng ta ra trước xem một chút, cậu hẳn sẽ ứng phó được thôi. Đúng vậy, mẹ, cho dù cậu không ứng phó được, còn có Lam ca cùng mỗi phú. Con không tin là không có ai ngăn cản được bọn họ liên thủ. Vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy có lý, cho nên an tâm cùng nhau đi ra bên ngoài xem tình hình chiến đấu như thế nào. Ai ngờ mới một cái, đừng bảo là toàn gia Cung Như Mị, ngay cả Cung Tuyết Lăng cũng muốn bỏ chạy, tất cả mọi người đều tuôn ra mồ hôi lạnh. Trong luyện võ trường, Cung Mạnh Hiền năm người đang liên thủ vây đánh một người trung niên nam nhân hết sức tuấn mỹ, nhưng vẻ tuấn mỹ của hắn cùng Hải công tử hoàn toàn bất đồng. Hải công tử tuấn mỹ ẻo là, mà trung niên nam nhân chính là vẻ tinh khiết, nhất là hai đôi mắt lóe sáng nóng bỏng tựa như hai ngọn lửa. Cung Mạnh Hiền năm người liên thủ nhưng chống cự không nổi một cái tay. Không sai, trung niên nam tử kia chỉ dùng một cánh tay cũng đủ làm cho năm người Cung Mạnh Hiền như trứng chọi đá, chật vật đối phó. Cái tên tiểu tử chết tiệt kia ở đâu? Mau đưa dao tên tiểu tử kia ra đây. Trung niên Mỹ nam tử tức giận dữ dội giống lên. Vị này, hắn chỉ bất quá giết một con ngựa của ngươi, chúng ta có thể bồi thường. Chỉ bất quá giết một con ngựa. Trung niên Mỹ nam tử cuồng nộ gầm thét, một quyền phát ra thiếu chút nữa đem Cung Mạnh Hiền văng lên nóc nhà tiêu cục. Chết tiệt tên tiểu tử kia thích ngựa của ta. Ta không chịu bán, hắn định trộm, bảo bối của ta có linh tính, dĩ nhiên không chịu cùng hắn đi, hắn trong cơn nóng giận giết ngựa của ta. Con ngựa kia đi theo ta bao nhiêu năm, giống như huynh đệ. Ngươi nói xem, ta không thể thay huynh đệ của ta báo thù sao? Âu, họa lần này gây ra thật lớn. Bất kể ở trong mắt người khác là ngựa hay bò, trong lòng trung niên Mỹ nam tử kia, ngựa của hắn chính là huynh đệ của hắn. Thù giết người thân không thể không báo. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi thường. Ta chỉ muốn mạng của tiểu tử đó. Trung niên Mỹ nam tử bén nhọn rít gào. Nói cho các ngươi biết, tính nhẫn nại của ta có hạn,
nếu các ngươi không đem tiểu tử kia ra đây, đừng trách ta giết các ngươi rồi đi bắt tiểu tử đó. Đang nói chuyện, một tay đang cầm chiếc túi không nhúc nhích rốt cuộc cũng động thủ, xe hát ẳng qua quét một vòng về phía trước, hai huynh đệ Cung Trọng Khanh cùng nhau té văng ra ngoài, một người bị treo ở trên cây, một người đè sập giá binh khí, Hải công tử liên tục bị đánh lui về sau, ngã ngồi ở trên bậc thang, Hà Hậu Lam thất tha thất thểu lui từng bước ớt, nếu như không phải là tường gạch ngăn trở, không khéo chắc một đường lui về tận phủ. Trong năm người, chỉ có Cung Mạnh Hiền lui lại mấy bước mà thân thể vẫn đứng vững, cũng là khuôn mặt kinh hãi. Xin hỏi tôn giá trên giang hồ vị nào? Vị nào cũng không phải. Trung niên Mỹ Nam người giống giật, còn không mau đem tiểu tử đó giao ra đây. Cung Mạnh Hiền đang không biết như thế nào cho phải, đang lúc này, Hải công tử mới từ trên bậc thang bò dậy cũng không biết điều nhô cái mông của hắn lên, thốt một câu vô luận thế nào cũng không nên nói ra khỏi miệng vào lúc này. Nhưng chẳng qua chỉ là một con ngựa. Mọi người đều biết con ngựa so với huynh đệ hắn không có khác biệt, Hải công tử còn nói như vậy, khó trách người ta lập tức sôi máu, thiên hạ sắp đại loạn rồi. Ta trước giết hết các ngươi rồi đi tìm tên tiểu tử nọ. Thanh âm vừa dứt, quyền ảnh tầng tầng lũy lũy trong nháy mắt làm năm người Cung Mạnh Hiền không biết phải đối phó ra sao. Trung niên Mỹ Nam tử nổi điên bắt đầu ra tay sát thủ. Năm người Cung Mạnh Hiền lập tức lâm vào hiểm cảnh tràn đầy nguy cơ, đừng nói phản kích, ngay cả ngăn cản cũng không ngăn cản được. Trong lúc này hẳn sẽ có vài người đi Tây Phương trình báo danh. Thấy thế, Cung Như Mị lại muốn kéo con bỏ chạy, nhưng Cung Tuyết Lăng bắt lấy tay Lục Học Quý không chịu buông. Trong lúc tình thế cấp bách, Cung Như Mị dung hết công lực đẩy nàng ra. Còn không mau buông ra. Nếu là trước đây, Cung Tuyết Lăng căn bản không bận tâm, võ công của nàng so với cô hơn mấy phần. Nhưng giờ phút này, khi nàng đang mang một trái dưa hấu, cho dù người bình thường đẩy, nàng cũng phải thoái lui vài bước, huống chi Cung Như Mị là dùng toàn lực, căn bản bất kể Cung Tuyết Lăng là ôm bí đao hay là ôm bí đỏ, nhất thời kinh hô lui hai bước nhất định sẽ than thiết với mặt đất. Mắt thấy nàng bị người ta đẩy đến nỗi sắp ngã xuống đất, trên người mang theo cái trứng cũng sẽ ngã thành trứng nát mất thôi. Hả? Mắt kinh ngạc ngước nhìn Tiếu ca, ở đây náo nhiệt thế. Độc Cô Tiếu Ngu chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nàng, vừa vặn tiếp được thân thể lảo đảo, cũng cười dài đỡ nàng đứng dậy. Cung Tuyết Lăng mặt quính lên, đang muốn nói chuyện, Độc Cô Tiếu Ngu che miệng nàng lại, chợt nói giọng to hướng về phía sau người đang chiến đấu kịch liệt. Tứ thúc. Chỉ hai chữ mà thôi, trận chiến này lửa trong phút chốc vụt tắt, trung niên Mỹ Nam tử lập tức thoát ra khỏi vòng chiến, kinh ngạc phi thân đến trước mặt Độc Cô Tiếu Ngu. Tiếu Ngu, ngươi như thế nào ở trong này? Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì ôm lấy Cung Tuyết Lăng. Theo lão bà về nhà mẹ đẻ vài ngày. Lão bà, trung niên Mỹ Nam tử vừa mừng vừa sợ kêu to. Tiểu tử, ngươi rốt cục cũng thành thân rồi. Bằng không cha sẽ chấp nhận cho con trở về sao? Độc Cô Tiếu Ngu cười dài nói, còn người, tứ thúc, tại sao lại ở đây? Vừa nhắc việc này, lửa giận hừng hực bốc cháy lên, hắn giết xích diễm của ta. Hắn chỉ Lục Học Quý núp phía sau Cung Như Mị, sau đó chỉ hướng Cung Mạnh Hiền. Bọn họ muốn ngăn cản ta thay xích diễm báo thù, cho nên ta muốn giết hết. Tứ thúc, Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi cắt đứt tuyên cáo báo thù của trung niên Mỹ Nam tử. Vị bên kia là nhạc phụ đại nhân của con, người đang bị treo ở trên cây chính là đại cứu tử, lây lất trên mặt đất bò dậy không nổi chính là nhị cứu tử. Bên kia, hai vị một người là biểu tỷ phu, một người là biểu muội phu của lão bà của con, còn người mà tứ thúc muốn báo thù là biểu ca của lão bà của con, xin hỏi tứ thúc muốn giết ai? Sao như thế nào? Trung niên Mỹ Nam tử miệng mở rộng, có chút không biết làm sao. Bọn họ đều là thân thích của lão bà ngươi. Không sai. Độc Cô Tiếu Ngu đẩy đẩy Cung Tuyết Lăng tựa vào trên người hắn. Lão bà, còn không mau gọi tứ thúc. Tứ thúc. Cung Tuyết Lăng vội vàng ngọt ngào gọi một tiếng, sau đó bày ra một vẻ mặt xót thương. Tứ thúc, con thừa nhận, biểu ca vừa khốn kiếp vừa đáng chết, nhưng hắn dù sao cũng là con độc nhất của cô,
xin tứ thúc nể tình Tuyết Lăng, tha cho hắn một con đường sống có được hay không? Chuyện này, trung niên Mỹ nam tử mặt đỏ lên, ngay cả cổ cũng đỏ, nhưng là xích diễm. Nhưng... Tứ thúc, đừng nói con không có nhắc nhở người, Độc Cô Tiếu không chút để ý dường như đánh gãy tình thế khó sủa của Mỹ nam tử. Người có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Lúc nào? Ngày mùng 2 tháng riêng, tứ thúc đã quên về nhà mừng năm mới phải không? Ta chết chắc rồi. Đúng, tứ thúc, người nhất định chết chắc rồi. Tứ thẩm nếu mà biết người chỉ vì một con ngựa mà quên về đón lễ mừng năm mới với nàng, thúc nhất định sẽ tan xương nát thịt. Bất quá, nếu như ngươi có thể trước Nguyên Tiêu trở về, nói không chừng có thể toàn thây. Lời Độc Cô Tiếu ngu còn chưa nói hết, bóng dáng trung niên Mỹ nam tử đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Ta cũng biết. Độc Cô Tiếu ngu cười ha ha. Tứ thúc sợ nhất tứ thẩm mà. Kinh ngạc nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Độc Cô Tiếu ngu, đây là lần đầu tiên Cung Tuyết Lăng bắt đầu hoài nghi phu quân của nàng rốt cuộc là dạng nông dân gì. Con rể, tứ thúc của con trên giang hồ rốt cuộc là vị nào? Cung Mạnh Hiền lại hỏi đã tới. Tứ thúc đã rút khỏi giang hồ hơn 10 năm, không cần đề cập đến. Độc Cô Tiếu ngu nhàn nhạt nói hai câu lảng tránh. Ta đói bụng rồi, tất cả mọi người dùng qua đồ ăn sang rồi sao? Cung Mạnh Hiền lập tức hiểu Độc Cô Tiếu ngu không muốn nhiều lời. Cũng có thể là trung niên Mỹ nam tử không cho phép hắn nói, nếu là như thế, hắn cũng không tiện hỏi đến. Bên cạnh đó, hắn cũng muốn nhắc nhở Cung Tuyết Lăng bỏ đi ý định ban đầu, quyết định cái gì cũng không hỏi, tránh làm hắn khó xử. Vẫn chưa, đi thôi, đi vào dùng điểm tâm. Cho nên, tại hóa mất mạng cứ như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bất quá cũng lưu lại một tí nghi vấn trong lòng mọi người. Một người nông dân lao động cực khổ chất phát, nhưng gia cảnh dị thường giàu có, cho dù không phải cự phú thì cũng là phú thương đại cổ, còn có một tứ thúc võ công lừng lẫy đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm. Tiếp theo trở về, nếu hắn nói hắn có người thân là đại quan triều đình, bọn họ thật sự cũng không thể không tin. Độc Cô Tiếu ngu thật chỉ là một nông dân bình thường hay sao? Sao? Trước Thanh Minh tháng 3, sáng sớm 2 ngày sau lúc Độc Cô Tiếu ngu trồng xong cây giống, Cung Tuyết Lăng bình an sinh hạ một nữ nhi, nàng có hơi thất vọng. Bất quá Độc Cô Tiếu ngu thật sự tuyệt không để ý, ôm nữ nhi trên tay cười toe toét, hôn tới hôn lui không nỡ để xuống, nữ nhi cũng kiên trì giống như hắn. Kỳ thật thì đứa bé giống Cung Tuyết Lăng nhiều hơn. Bởi vì mẫu thân Cung Tuyết Lăng đã qua đời, Cung Mạnh Hiền liền phái một người tới giúp Cung Tuyết Lăng ở cữ, thuận tiện dạy nàng về chuyện nuôi nấng nữ nhi. Độc Cô Tiếu ngu không cự tuyệt, bởi vì hắn không hiểu những chuyện như này. Nhưng Cung Tuyết Lăng muốn ăn thức ăn tẩm bổ, hắn kiên trì đích thân xuống bếp. Lão gia báo cho Lục gia phái người tới đem cô của người cùng biểu thiếu gia về bên đó rồi. Vũ giả đem canh gà cho Cung Tuyết Lăng, thuận miệng tán gẫu. Tốt, tốt lắm, sớm nên làm như vậy. Cung Tuyết Lăng hài lòng gật đầu, uống canh. Nhưng chưa đầy một tháng, cô của người lại dẫn biểu thiếu gia quay về. Cung Tuyết Lăng sặc một cái, suýt nữa miệng phun đầy nước canh. Vừa khụ khụ khụ, lại quay trở về sao? Vũ giả ôm lấy tiểu hoa nhi, thương yêu. Đúng vậy, vừa quay trở lại. Thật là âm hồn bất tán a. Cha ta nói thế nào? Cô của người quỳ xuống cầu khẩn lão gia cho nàng lưu lại. Lão gia không thể làm gì khác hơn là cho bọn họ ở lại. Bất quá lão gia cũng nói, nếu biểu thiếu gia lại gây họa, lão gia sẽ cho Lục gia đem bọn họ trở về. Ngoài ra còn có thêm yêu cầu, mong Lục gia mang biểu thiếu gia giam lại. Quỳ lại, van xin. Bây giờ lại đem khổ nhục kế ra với cha. Cung Tuyết Lăng giật mình trong chốc lát, than thở. Cô rốt cục nghĩ như thế nào? Ở bên đó không tốt sao? Tại sao cứ muốn quay lại đây? Lục gia là đại phú phía nam, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, nha hoàn hầu hạ hơn 100 người. Cuộc sống nơi đó không hạnh phúc hơn ở đây sao? Không tốt lắm đâu, nghe nói Lục gia yêu cầu cô của người phải ở nhà thủ tiết, không cho phép bước ra đại môn nửa bước. Tiểu thư xem,
với tính tình cô của người như vậy, làm sao chịu được? Vũ giả chậm rãi nói, ngoài ra, Lục gia còn muốn biểu thiếu gia cầm quốc làm lao công đi mở quán, bảo là muốn rèn giũa tính tình của biểu thiếu gia nhất định là chịu không được, cho nên hai mẹ con bọn họ cùng nhau trốn trở về. Một người được nuông chiều từ bé, một người luôn sống an nhàn sung sướng, cô với biểu ca đúng là mẹ nào con nấy nha. Cung Tuyết Lăng giờ khóc giờ cười mãnh liệt lắc đầu. Như vậy, bọn họ lại ở khu Mã Lư bên cạnh. Đúng như vậy. Vũ giả quấy người đắp chăn cho tiểu hài tử. À, đúng rồi, hai vị tiểu thư cũng đã sinh rồi. Đã sinh rồi sao? Nhìn chén canh Cung Tuyết Lăng thở dài một cái, thế Vũ có biết biểu tỷ sinh con gái hay con trai không? Cung Tuyết Lăng thấp thỏm hỏi. Vũ giả cười miệng thấy cả răng. Vừa khéo, hai vị biểu tiểu thư cùng tiểu thư giống nhau, đều sinh con gái. Trong lòng giật mình một cái, Cung Tuyết Lăng để chén canh gà xuống. Kia cô có nói chuyện gì nữa không? Ta cũng không rõ lắm, tiểu thư muốn biết cái gì? Không có gì, không có gì. Cung Tuyết Lăng vội vàng cầm chén canh gà lên uống. Hà Hậu Lam sẽ không thật sự đem Lục Bội Nghi đuổi về nhà mẹ đẻ nha. Cho dù thật muốn đem Lục Bội Nghi đuổi về nhà mẹ đẻ, tốt nhất là trở về Lục ra đi, sao lại quay trở về vô tích, không phải tự nhiên lại cho cha nhiều phiền toái sao? Ban đêm, giống như 10 ngày trước, sau khi Độc Cô Tiếu Ngu làm xong công việc, tắm rửa, sau đó sẽ qua thăm hỏi vợ, sau đó chơi đùa với nữ nhi một lúc lâu mới để cho Vũ già ôm trở về phòng khách để đi ngủ. Hắn thật muốn cùng Cung Tuyết Lăng hàn huyên nhiều hơn. Cô gia, ngài không thể ở cùng một phòng với tiểu thư. Mỗi đêm, Vũ giả đều nói một câu như vậy. Dạ, ta sẽ ra nhà kho nghỉ ngơi được chưa? Giọng nói bất đắc dĩ, Độc Cô Tiếu Ngu vẫn cười dài. Vũ giả ôm nữ nhi rời đi, Độc Cô Tiếu Ngu cẩn thận quan sát sắc mặt Cung Tuyết Lăng. Nàng vẫn khỏe chứ? Dĩ nhiên tốt, cũng hơn 10 ngày, ngày ngày ngủ đủ ăn đủ. Sao có thể không tốt? Vậy thì tốt, mọi người đều nói nữ nhân lần đầu tiên thì ở cử là quan trọng nhất, nếu không giữ gìn thân thể tốt, về sau sẽ rất mệt mỏi. Không cần phải lo lắng, thân thể của xương cốt rất chắc chắn, cũng là chàng, hôm qua chàng vào thành, có chuyện gì xảy ra không? Ý nàng nói, chuyện biểu tỷ bị hưu, sau đó bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi hỏi ngược lại. Cung Tuyết Lăng rút khẩu khí. Biểu tỷ thật bị hưu sao? Độc Cô Tiếu Ngu vuốt cằm. Nếu như nàng muốn biết, nguyên nhân nàng bị hưu là do ghen tị với tiểu thiếp mới cưới của biểu tỷ phu. Ghen tị? Cung Tuyết Lăng trừng mắt nhìn. Biểu tỷ phu cưới thiếp rồi? Vẫn chưa, chỉ là chuẩn bị cưới. Độc Cô Tiếu Ngu nụ cười như cũ, ánh mắt nhưng có chút hung ác nham hiểm. Làm sao? Nàng thật để ý chuyện đó. Có thể nào không để ý, biểu tỷ bị hưu, sau đó bị đuổi về nhà mẹ đẻ, chuyện cha muốn quan tâm sẽ ngày càng nhiều. Cung Tuyết Lăng ảo não. Chàng xem, muốn biểu ca an phận thủ thường, còn khó hơn chuyện mặt trời mọc ở hướng Tây. Biểu tỷ cũng sẽ làm ra chuyện không thể tưởng tượng được chỉ bởi vì tâm tính nàng không tốt. Ánh mắt hung ác nham hiểm biến mất, thì ra là nàng toan tính chính là cái này. Độc Cô Tiếu Ngu nhẹ nhàng nói, nếu không chàng cho rằng là cái gì? Ngơ ngác một chút, chậm đã, chàng không phải là hoài nghi. Hà Hậu Lam nguyên là vị hôn phu của nàng không phải sao? Độc Cô Tiếu Ngu nhắc nhở nàng. Đó là gia gia ta giúp ta đặt hôn sự. Cung Tuyết Lăng tức giận nói, từ lúc bắt đầu cập kê, ta liền vắt hết óc suy tư phải làm như thế nào để cho bọn họ từ hôn. Tại sao, Hà Hậu Lam có điểm nào không tốt? Nghiêm chỉnh cũng không tốt, theo phương diện nào đó mà nhìn, Hà Hậu Lam cùng biểu ca thật có chút giống nhau. Chứ biết võ công, hắn cái gì cũng không biết, quả thực cùng phế vật không có khác biệt. Nhớ có một lần hắn mang muội đi Hương Sơn dạo hội chùa, vào quán cơm dùng bữa, hắn chẳng những sai người hầu giúp hắn châm trà, còn muốn người hầu giúp ta lột vỏ tôm, quái, hắn không có tay sao? Tại sao tự mình giúp ta lột? Cung Tuyết Lăng hừ hừ.
lúc ấy ta cũng biết hắn không phải là người chồng tốt. Độc Cô Tiếu Ngu yên lặng một lát, đột nhiên rời thân tựa vào đầu giường, làm cho đầu nàng dựa vào ngực hắn. Như vậy còn ta, nàng cho rằng ta sẽ là người chồng tốt hay sao? Chàng cái gì cũng biết, vậy không tốt sao? Cung Tuyết Lăng hỏi ngược lại. Nàng không cảm thấy gả cho ta sẽ rất cực khổ. Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi hỏi nữa. Nói nhảm, dĩ nhiên cực khổ, nếu như bò có thể nói, nó cũng sẽ nói rằng, nó bị chàng kéo lê trên đồng thật là cực khổ. Bất quá, Cung Tuyết Lăng miễn cưỡng tựa vào trong lòng ngực hắn. Cực khổ nhưng mỗi một khắc đều thực phong phú, ta sẽ biết ta sống không uổng cuộc đời, bởi vì ta đã cố gắng trân trọng cuộc sống từng giờ từng khắc. Nghe vậy, Độc Cô Tiếu Ngu nụ cười nhẹ, ánh mắt thâm trầm đưa mắt nhìn nàng một lúc lâu. Tại gia tộc, cha ta hỏi xem có vừa ý cô nương nhà ai không, thúc giục ta mau chóng thành thân. Thật ra ta cũng đang tìm nhưng lại không tìm ra người vừa ý. Ta nghĩ, hắn ôn nhu vuốt mái tóc đen của nàng. Có lẽ ta đang đợi nàng. Ý của chàng là nói, Cung Tuyết Lăng thu mắt nhìn hắn. Ta cũng là một thê tử tốt sao? Tốt nhất. Độc Cô Tiếu Ngu trầm thấp nói. Tốt, vậy thì mời chàng. Cung Tuyết Lăng thỏa mãn nhắm hai mắt. Hãy chờ thê tử tốt nhất của chàng ngủ, sau đó hãy quay về nhà kho. Không thành vấn đề. Độc Cô Tiếu Ngu dùng sức ôm chặt nàng. Đây trách nhiệm của một người chồng tốt. Nửa buồn ngủ vừa hàn huyên mấy câu, chỉ chốc lát sau, Cung Tuyết Lăng liền ngủ mất, ngay cả Độc Cô Tiếu Ngu cũng ngủ thiếp đi. Là ai nói sẽ tới ngủ ở nhà kho chứ? Muốn tu chỉnh một đứa trẻ hư, bình thường đều phải dùng thuốc mạnh, nhưng nếu có người che chở, ngay cả mùi thuốc cũng không để cho nó ngửi. Như vậy đứa bé này vĩnh viễn không có cơ hội dạy dỗ. Lục Học Quý cùng Lục Bội Nghi chính hai đứa trẻ hư không có cơ hội được dạy dỗ. Mặc dù Lục Học Quý sau mỗi lần gây hòa đều sợ đến vỡ mật, có hai lần còn đi tiểu ướt cả đáy quần, nhưng dù sao mỗi lần đều có người thay hắn dọn dẹp, hắn chẳng có gì phải lo lắng. Vì vậy, hắn ngồi yên chưa được mấy ngày thì lại chứng nào tật nấy, lại gây ra họa lớn. Sống sung sướng mà không tìm ra thú vui há chẳng phải cuộc sống không còn ý nghĩa. Về phần Lục Bội Nghi, nàng mặc dù bị đuổi về nhà mẹ đẻ, nhưng đối với nàng mà nói, loại thuốc này không đủ mạnh, chỉ biết trách người khác, không cho là mình sai, giống hệt như mẫu thân của nàng. Cho nên lại đem lòng oán trách Hà Hầu Lam, trách Cung Tuyết Lăng, thậm chí trách mẹ ruột, trách ca ca, trách muội muội, nhưng vẫn không tự trách mình. Nàng sai ở nơi đâu chứ? Ca ca bất quá chỉ lơ giết một con súc sinh lại bị đuổi giết, nàng không có phạm sai lầm lại bị đuổi về. Nếu hai đứa trẻ chịu đủ ủy khuất, sau lại tụ lại cùng một chỗ sẽ như thế nào đây? Đúng rồi, bọn họ sẽ không ngừng thốt ra những lời oán giận, dùng được loại phương pháp nào cũng được, vô luận phát tiết chúng kẻ nào cũng mặc, chỉ cần có thể đem tất cả bực bội thoát ra. Cho nên bọn họ có làm gì cũng sẽ không tránh được đại họa. Bây giờ bọn họ rốt cuộc hiểu rõ báo ứng như thế nào. Đây mới là phương thuốc hữu hiệu nhất. Mau, mau, lễ chúc thọ cho cha không thể đến trễ được. Ta chờ nàng. Chàng đưa phù nhi cho ta đi. Cung Tuyết Lăng duỗi dài cánh tay muốn ôm nữ nhi trở về. Ai ngờ Độc Cô Tiếu Ngu nhưng ôm chặt nữ nhi lui lại về sau. Hai chân lại lui vài bước. Quyết tâm không để cho nàng ôm đứa bé. Không cần, ta ôm. Cung Tuyết Lăng liếc mắt xem thường. Thật tốt tốt, chàng ôm, ta lấy lễ vật, để ở nơi đâu? Độc Cô Tiếu Ngu cười hôn nữ nhi. Lễ vật a, hắn là đã đến rồi. Cung Tuyết Lăng ngẩn ra. Đến, đến đâu? Độc Cô Tiếu Ngu nhưng cười không nói. Trước Trung Nguyên là đại thọ thứ 50 của Cung Mạnh Hiền, may là ruộng nương đã sắp xếp ổn thỏa, Độc Cô Tiếu Ngu mới có thời gian theo lão bà về nhà cha vợ chúc thọ, thậm chí ở thêm 2-3 ngày, chỉ bất quá mỗi ngày phải dành một ít thời gian về chăm sóc ruộng vườn, cây cỏ, cho heo, gà vịt, gia súc ăn. Hả, rốt cuộc cái gì tới, chàng nói rõ ràng đi. Không phải nàng nói không được tới chê sao, còn không mau đi. Cung Tuyết Lăng nghiến răng nghiến lợi nhìn Độc Cô Tiếu Ngu rời đi,
oán hận dậm chân một cái, nhanh bước đuổi theo. Nhớ kỹ cho ta. Bất quá, sau khi đến tiêu cục, nàng lập tức hiểu rõ Độc Cô Tiếu Ngu đang nói cái gì. Tất cả mọi người đều vây kín trong luyện võ đường, vừa trầm trồ vuốt ve một tuấn mã đặc biệt, thân da lông như tuyết, mắt đỏ như lửa, hùng vĩ hiên ngang, khí thế như cầu vồng, vừa nhìn cũng biết là một chủng long câu cực kỳ chân quý. Mà trên yên ngựa, chẳng những nạm vàng, còn khảm thêm 10 viên ngọc loại lớn, sáng lóa, huy hoàng long lánh. Đây là tiểu tế đặc biệt nhờ tứ thúc chọn lựa tuấn mã, không biết nhạc phụ có vừa ý hay không? Tốt, 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 thật là ngựa tốt. Cung Mạnh Hiền mặt mày hớn hở đi vòng tới vòng lui xung quanh tuấn mã, ngay cả sờ một chút cũng mang theo tiếng than thở, có thể nhìn ra được hắn yêu thích đến cỡ nào, còn có thêm một chút đắc ý vì có được ngựa quý, đối với cái yên ngựa kia chẳng cần để tâm tới. Cung Tuyết Lăng mặt nhăn mũi, nịnh hót. Độc Cô Tiếu Ngu tức cười chớp mắt, ta làm vậy để cho nhạc phụ không ghét bỏ ta là nông dân mà mang đem ta tống ra khỏi cửa nha. Nếu thật cha ghét bỏ hắn thì làm sao có thể đem nàng gả cho hắn. Cung Tuyết Lăng hừ hừ, cằm hướng một bên, cẩn thận cô hận chết chàng. Cung Như Mị nhìn chằm chằm cắn răng ghen tị, cái nàng quan tâm chính là bảo thạch trên yên ngựa kia, bây giờ đang cố gắng vặn óc suy nghĩ như thế nào lấy được cái yên ngựa, sau đó lấy bảo thạch đi làm trang sức. Nghĩ thì như vậy, lễ vật con rể tặng, Cung Mạnh Hiền đâu có thể nào đưa cho Cung Như Mị ngũ má phanh thây, sợ rằng ngay cả cho Cung Như Mị thưởng thức một chút cũng không dám, nếu không Cung Như Mị nhất định sẽ không cẩn thận đem cái yên ngựa kia xé thành hai nửa, một nửa là gia yên, trả lại cho nguyên chủ, một nửa khác bảo thạch, không cánh mà bay. Vì sao? Ta làm gì trêu chọc phải bà ấy? Chàng tặng cha vòng tay phỉ thúy, cô thích chết đi được, đòi cha đưa lại cho nàng, nhưng cha đánh chết không chịu, bảo để lại cho đại ca cưới vợ. Kết quả cô quay sang trách biểu tỷ, nói ban đầu nếu biểu tỷ chịu gả cho chàng, nhất định vòng tay phỉ thúy ấy chắc chắn sẽ thuộc về nàng. Cung Tuyết Lăng nói nhỏ, đây là nhị ca nói cho ta biết. Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi mỉm cười, ban đầu nếu không phải là nàng, mà là biểu tỷ của nàng gả cho ta, ta cũng sẽ không đưa ra vòng tay phỉ thúy. Bất quá chỉ đưa một cái vòng ngọc tầm thường cho cô nàng mà thôi. Hả? Tại sao? Độc Cô Tiếu Ngu không nói, chuyển đề tài sang Cung Trọng Khanh. Nói đến đây, đại ca cũng 27, tại sao vẫn chưa thành thân? Đề tài bị rời đi chỗ khác, nhưng vấn đề chạm đến nỗi lòng của Cung Tuyết Lăng, nàng lập tức ai một tiếng. Ta cũng đang rất lo lắng, thật ra thì Gia Gia cũng đã thay đại ca, nhị ca hứa hôn, nhưng vị hôn thê của đại ca đã qua đời lúc 10 tuổi, còn nhị ca thì không thích vị hôn thê của mình nên kiên quyết không chịu thành thân. Họ không nghĩ đến cha đã sớm muốn ôm cháu, bọn họ nhưng lành lạnh giả vờ không biết, khó có thể bọn họ thật nghĩ cả đời không lập gia đình. Độc Cô Tiếu Ngu suy nghĩ một chút, đột nhiên cười ra tiếng, có lẽ đại ca cũng phải học theo ta. Cung Tuyết Lăng tò mò nhìn thấy hắn, học chàng như thế nào? Độc Cô Tiếu Ngu nhếch miệng cười vui vẻ hơn. Vì cùng cha giận dỗi, ta bị đuổi phải rời nhà, nói rằng người đầu tiên tới cầu hôn ta liền thành thân với nàng ấy. Cung Tuyết Lăng ngẩn ngơ, cho nên chàng mới đáp ứng hôn sự này chỉ vì giận dỗi cha chàng. Độc Cô Tiếu Ngu vuốt cằm, lúc ấy cho dù cha nàng bắt ta cưới heo mẹ, ta cũng sẽ đáp ứng. Cung Tuyết Lăng dở khóc dở cười, ơi chàng có hồ đồ quá không đấy. Độc Cô Tiếu Ngu nhún nhún vai, nhưng sự thật chứng minh đây chính duyên phận, ta cũng không có nói sai nha. Hừ, nàng mới không tin người ta muốn hắn cưới heo mẹ, hắn thật sự đem heo mẹ về nhà làm thịt kho tàu rồi. Ai để ý ngươi, cái loại này hồ đồ đến không có phương pháp xử lý này, không bắt trước cũng thế. Nhị ca. Cung Tuyết Lăng kính tự đi hướng Cung Trọng Thư. Lúc này Thọ Yến cha cũng không có đưa thiếp mời con, chính là người trong nhà ăn uống một chút mà thôi, biểu muội cùng biểu muội phu tới làm gì. Cung Trọng Thư ngắm một cái Cung Như Mị, là do cô sĩ diện nha, hy vọng biểu đệ cũng không gấp trở về,
chính cô cô một người ôm đứa nhỏ đến khó coi, liền kêu biểu muội cùng biểu muội phu đến giúp đỡ. Làm sao khó coi? Cha bên người có con gái và con trai, cộng thêm con rể cùng cháu ngoại, cô cô lại chỉ có cháu ngoại, không phải thực đáng thương sao? Đó cũng là do cô cô bản thân làm hư biểu ca thôi. Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm nói. Cũng thật là, Cung Trọng Thư lắc đầu, thở dài. Biểu đệ luôn không ngoan, không trách cô thì nên trách ai? Nói đến đây, biểu ca rốt cuộc lại chạy đi nơi nào? Còn có biểu tỷ đâu? Ai mà biết, đại biểu muội bị hưu, sau khi về nhà cũng không tỉnh lại một chút nào. Chỉ nói nàng tâm tình không tốt muốn tán gẫu giải sầu, liền cùng biểu đệ ra bên ngoài rồi, bảo là muốn đi mua ngựa, mua lừa, trời biết lại chạy đi nơi nào chơi rồi. Khi trở về không đến vài ngày lại ra khỏi nhà, tình trạng kinh doanh cũng không hỏi một tiếng, cả con gái cũng không để ý, cô đành phải tay phải gảy bàn tính, tay trái ôm cháu ngoại, huynh muội bọn họ mặc kệ, cô toàn bộ bao hết. Cũng thật vĩ đại, chẳng những làm trưởng quầy, còn kiêm chức bà vú. Muốn biểu tỷ học làm chuyện nhà một chút, nàng đã nói chân nàng bó rất nhỏ làm không được bất cứ chuyện gì. Nhưng nàng ra bên ngoài bỏ chạy so với ai khác đều nhanh hơn. Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm nói, cô lại tiếp tục dung túng bọn họ đi xuống như vậy, sớm muộn gì cũng hại đến người khác. Lời nói còn văng vẳng bên tai, Thọ Yến mới ăn vào một nửa, đại nạn liền tới trước mắt. Tiếu ca, đem con dao cho ta, chàng ăn cơm của chàng đi. Không cần, ta ôm con cũng có thể ăn được. Đó cũng là có thể. Bất quá xin chàng không cần làm tiếp chuyện này vì sẽ làm mọi người cười trộm đó. Chuyện gì? Đừng giả bộ vô tội. Cung Tuyết Lăng không biết nên khóc hay cười kêu to. Phù Nhi mới hơn 4 tháng tuổi, chàng như thế nào cho con ăn cá? Con cũng đói bụng thôi. Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì chớp mắt vô tội. Chàng! Cung Tuyết Lăng vừa bực mình vừa buồn cười. Chàng cho con ăn cá ta sẽ không cho chàng bế con. Được nha, không cho cá ăn là được phải không? Độc Cô Tiếu Ngu thở dài, khóe miệng nhưng vẫn là lộ vẻ cười. Chân giò kho tàu kia cũng không thể được. Phụ tử ba người Cung Mạnh Hiền ồn ào cười to, Cung Tuyết Lăng lại dở khóc dở cười. Chàng ngu ngốc à, thịt cũng không thể, chân giò thế nào có thể ăn được? Cái này không được. Cái này cũng không thể. Độc Cô Tiếu Ngu xoa bóp khóe mắt than thở. Phù Nhi đáng thương, là mẹ ruột của con nhẫn tâm cho con đói bụng, đừng trách cha nha. Cung Tuyết Lăng thẳng mắt nhìn hắn, lười cùng hắn nói chuyện. Cha! Cung Trọng Khanh lặng lẽ tiến đến chỗ Cung Mạnh Hiền bên tai nhỏ giọng nói nhỏ. Nguyên là lo lắng tiểu muội gả cho nông dân sẽ rất vất vả, nhưng hiện tại xem ra, tuy rằng cuộc sống quả thật vất vả, nhưng muội phu là một người chồng tốt, tiểu muội cũng rất hạnh phúc, chúng ta có thể an tâm. Đúng vậy, Cung Trọng Thư cũng dựa đi tới. Nông dân cũng không có cái gì không tốt, tuy rằng không biết võ công, nhưng muội phu rất chăm chỉ làm việc nhà, cũng rất thương tiểu muội, nên Hà Hậu Lam căn bản là so ra kém muội phu. Võ công tốt thì như thế nào, không hiểu được làm một người chồng tốt là như thế nào, gả cho hắn sẽ không có được hạnh phúc. Ta biết, ta đã sớm không lo lắng cho Lăng Nhi nữa. Cung Mạnh Hiền gật đầu nói, ta lo lắng là lo lắng cho cả nhà của cô các con, không nghĩ tới Hạ Hậu Lam sẽ hưu bội nghi, nàng tương lai khả làm sao bây giờ? Cung Trọng Khanh cùng Cung Trọng Thư liếc mắt một cái, không nói gì. Còn có thể làm sao, không phải tài giá thì chính là chơi xấu nhà mẹ đẻ cả đời, bất quá nàng đã không tư cách lại chọn lựa lựa rồi. Có còn người muốn cưới nàng không đó mới là vấn đề. Còn có Lục Học Quý. Cung Mạnh Hiền nói tiếp, hắn vốn không ngoan rồi, nếu tiếp tục gây họa thì... Cậu! Nói người người đến, nói quỷ quỷ đến, vừa mới nhắc tới hắn, thì cái tên Lục Học Quý không ngoan kia lại đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên là một tiếng chàng quỷ thê lương oán giận vang lên, làm cho người bên cạnh bàn sợ đến bên run run thiếu chút nữa trốn dưới đáy bàn. Sau đó cái tên hay gây họa kia mang vẻ mặt hồi hộp cùng sợ hãi. Còn có muội muội hắn hai người tiến vào trong phòng khách,
vừa thấy được Cung Mạnh Hiền liền ba quỳ chin lại còn Lục Bội Nghi lên tiếng gào khóc. Cậu, ngài nhất định phải cứu chúng ta a. Cậu, cứu cứu chúng ta a. Ta không muốn chết a. Ta còn không muốn chết a. Cung Mạnh Hiền thở dài thật mạnh, nghĩ rằng lúc này thế nào cũng phải thỉnh Lục gia đem mẫu tử ba người bọn họ về, nhưng xem ra không thể rồi. Nói đi, các ngươi lại gây ra hỏa gì nữa rồi? Chúng ta trúng độc rồi. Sao? Tứ Xuyên Đường Môn, các ngươi không muốn sống nữa, dám gây chuyện với Tứ Xuyên Đường Môn. Lúc ấy chúng ta không biết bọn họ là người của Tứ Xuyên Đường Môn. Trong đại sảnh, Cung Mạnh Hiền ngồi ở ghế thái sư đưa mắt nhìn Lục Học Quý cùng Lục Bội Nghi, hơi thở mang đầy tức giận, đến trên đỉnh đầu còn bốc khói, tức giận đến nỗi nói không ra lời. Trong chốn võ lâm, Tứ Xuyên Đường Môn từ trước đến nay chỉ lo địa vị thân mình, vừa không nguyện cùng cái gọi là danh môn chính phái làm bạn, cũng không cùng hắc đạo, lục lâm xen lẫn với nhau. Tuy rằng võ công của bọn họ thật sự không được tốt lắm, nhưng bọn họ là gia tộc chuyên về ám khí, lại tinh thông chế tác hỏa khí, càng đừng nói đến Đường Môn dùng độc rất ác độc, âm tàn, xảo quyệt, làm người ta khó lòng phòng bị. Một khi trúng độc của Đường Môn, thì ngoại trừ thuốc giải của bọn họ thì không có loại thuốc nào có thể giải. Bọn họ nếu không cho, trừ bỏ mua quan tài trước, cũng không còn cách nào khác. Bởi vậy người trong giang hồ đối với Tứ Xuyên Đường Môn luôn kính trọng nhưng không gần gũi, có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh né, mà hai huynh muội Lục Học Quý dám chủ động đi trêu chọc bọn họ, đây cũng không phải là gặp rắc rối thường, mà là tự tìm đường chết. Thành thật nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng phạm phải điều gì? Chúng ta... Lục Học Quý liếc Lục Bội Nghi một cái. Chúng ta nhìn chúng một đôi vòng ngọc, nhưng là bị bọn họ mua đi trước một bước. Chúng ta đầu tiên là có thiện ý thỉnh bọn họ bán vòng ngọc lại cho chúng ta, bọn họ lại đánh chết không chịu, cho nên chúng ta đành phải đoạt lấy. Cung Mạnh Hiền lạnh lùng nói, nhưng lại đả thương người ta. Lục Học Quý co rúm lại người lại một cái, sau đó lại ưỡn ngực vì chính mình biện hộ. Là vì mẹ rất thích vòng ngọc nên chúng ta mới đi tìm một chiếc để mẹ vui mà thôi. Cung Như Mị ngẩn ngơ, không nghĩ tới con mình sẽ đem trách nhiệm đổ lên trên người mình. Cho nên các ngươi liền đoạt lấy đồ của người ta. Cung Mạnh Hiền ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng. Sau đó đả thương người ta. Bằng không thì làm sao bây giờ? Lục Học Quý hỏi lại. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Lục Học Quý lại vẫn còn xảo quyệt như vậy, trong nháy mắt Cung Mạnh Hiền tưởng là có thể tự tay đánh chết hắn đi, miễn cho hắn lại ra ngoài gây họa cho người khác. Hắn hít một hơi thật dài, thật vất vả mới áp chế phẫn nộ đánh một chưởng ra. Tốt lắm, ngươi đã cho rằng không có những biện pháp khác cùng người ta tranh đoạt, đã thương người ta, như vậy, hậu quả ngươi cũng phải chính mình gánh vác, còn tìm ta làm gì? Nghe vậy, Lục Học Quý mới giật mình thấy vừa rồi thái độ của mình không đúng, nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, lấy tay lập tức lôi kéo muội muội lại lần nữa quỳ xuống, dập đầu cầu xin. Không, cậu, người không thể không cứu chúng ta a, chúng ta sai lầm rồi, cầu ngài cứu cứu chúng ta đi. Các ngươi là chúng độc, ta có thể cứu thế nào? Cung Mạnh Hiền nguội lạnh hừ hừ, độc cũng là bọn họ ha. Thuốc giải cũng chỉ bọn họ có, ngươi nghĩ bọn họ sẽ cho sao? Sẽ cho, nhất định sẽ cho, chỉ cần. Lục Học Quý sợ hãi nhìn Cung Mạnh Hiền, chỉ cần cậu giúp bọn họ làm một chuyện, bọn họ sẽ cho chúng ta thuốc giải. Xem ra lúc này phiền toái không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Cung Mạnh Hiền thầm than, chuyện gì? Không biết, bọn họ sẽ phái người đến nói cho chúng ta biết. Khi nào thì hắn đi cách chúng ta không xa, hẳn là rất nhanh sẽ đến. Quả nhiên, vừa qua khỏi giờ mùi, người trong Đường Môn đã đến. Mời các ngươi tới Lá Lương Sơn hướng Bách Hiểu Hội lấy hộp băng ngọc ngàn năm, rồi đến Độc Long Cốc tìm kiếm xà chi huyết lan. Sau khi tìm được, đào cả gốc lẫn rễ lên bỏ vào hộp băng ngọc ngàn năm đưa đến Đường Gia Bảo.
đợi chúng ta chứng thực đó là xà chi huyết lang sẽ đem thuốc giải cho các ngươi. Sau đó, người tới đem xà chi huyết lang vẽ một bản cùng một lọ thuốc giao cho Lục Học Quý. Độc trong người các ngươi mỗi năm ngày sẽ phát tác một lần, trong lọ này có thuốc giải tạm thời có thể khắc chế độc tính, bất quá nhớ kỹ, không thể trước khi độc tính phát tác mà uống vào, như vậy sẽ không có hiệu quả, nhất định phải chờ lúc độc tính phát tác uống vào mới có hiệu quả. Mặt khác, người tới mắt lạnh nhìn Lục Bội Nghi, lại quay về nhìn Lục Học Quý. Ngươi và muội muội của ngươi đã thương thiếu môn chủ của bọn ta, cho nên hai người các ngươi nhất định phải đi. Sóc Hy nói xong, người tới liền cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Lục Học Quý cùng Lục Bội Nghi hai mặt méo xẹo, Cung Mạnh Hiền gương mặt buộc chặt, Cung Như Mị vô thố vành mắt đã đỏ lên, thật lâu không ai hé răng. Bách Hiểu Hội bọn họ cũng không thể trêu vào nha. Còn có Độc Long Cốc, chỉ cần ở trên giang hồ chạy qua hai ngày mọi người biết, Độc Long Cốc là cấm địa, không phải có cái gì khó lường hay võ lâm cao thủ ở tại nơi đó, mà là căn bản không biết có ai hoặc cái gì ở tại nơi đó, chỉ biết đó là chỗ thần bí có đi mà không có về. Lăng Nhi, ngươi cùng con rể đi về trước đi. Cung Mạnh Hiền cuối cùng mở miệng, đuổi con gái cùng con rể về nhà. Cung Tuyết Lăng ngắm Độc Cô Tiếu Ngu một cái. Vâng, nhưng mà cha tính như thế nào, nhất định phải kêu ca ca đến nói cho con biết nha. Cung Mạnh Hiền chịu mến sờ sờ đầu nàng. Ta sẽ, mau trở về đi. Trên đường về nhà, Cung Tuyết Lăng thập phần trầm mặc, chỉ hỏi Độc Cô Tiếu Ngu một câu. Chàng cho rằng cha sẽ quyết định như thế nào? Ta nghĩ nhạc phụ sẽ không mặc kệ bọn họ đâu. Ta cũng vậy cho rằng như vậy. 3 ngày sau, làm Độc Cô Tiếu Ngu làm xong việc trở về nhà thì cũng đã không thấy bóng dáng lão bà của mình, chỉ thấy người vú già lúc trước chăm sóc lão bà của hắn khi ở cử đang cho con gái của hắn uống nước cơm. Tiểu thư đâu? Độc Cô Tiếu Ngu thực chấn định, mắt như trước cười híp mắt. Không biết, tiểu thư chỉ giao cho ta đem phong thư này giao cho cô ra ngài thôi. Độc Cô Tiếu Ngu mới liếc mắt một cái liền xem xong, sau đó thở dài, vẫn là cười dài. Thật là, nữ nhân kia bất kể mọi chuyện kể cả bỏ con gái ở lại. Hướng về đường núi Thái Nguyên Phủ, một đám người chính ra roi thúc ngựa chạy về phía trước, Cung ra toàn thể điều đi, hơn nữa còn có toàn bộ tiêu sư trong tiêu cục, còn có Hải Công Tử, cậu cả gặp nạn, hắn không đến không được, cùng với Hạ Hầu Lam, hắn đã hưu Lục Bội Nghi, không có khả năng sẽ đến, nhưng hắn vẫn không mời mà tự đến. Cung Mạnh Hiền còn đặc biệt cho người vú già đi nói cho Cung Tuyết Lăng biết khi bọn họ đã khởi hành, chính là không muốn làm cho Cung Tuyết Lăng theo bọn họ đi, không nghĩ tới Cung Tuyết Lăng không nói hai lời, đem đứa nhỏ ném cho bà vú già, tùy tiện viết lại vài chữ cho phu quân, sau đó liền cấp tốc đuổi theo bọn họ. Cung Mạnh Hiền hổn hển đuổi nàng đi, lại như thế nào cũng đuổi không đi. Con đã là người của Độc Cô gia, không nên xuất hiện ở Cung gia. Nhưng con cũng là con gái của cha a, có thể nào làm bộ như không biết. Ngươi thậm chí không nói cho con rể một tiếng. Vô nghĩa, hắn nhất định sẽ không để cho con đi. Đây là tự nhiên, đừng quên con còn có con gái. Con gái đã có phu quân chiếu cố, bên này cần con hơn, có thể giúp đỡ là giúp đỡ. Đang nói chuyện, Cung Tuyết Lăng quay đầu nhìn một chút. Bản thân con muốn hỏi cha, vì sao không tìm vài bằng hữu đến hỗ trợ? Bất kể là Bách Hiểu Hội hoặc Độc Long Cốc, thế nào cũng có thể ứng phó tốt nha. Bách Hiểu Hội bên kia, người ta là một trong võ lâm cửu đại hắc bang, người đông thế mạnh, cao thủ tập hợp. Nếu thực đánh nhau, chúng ta căn bản không thể thắng. Bọn họ chỉ cần phái ra một phần nhân mã, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt rồi. Ta đây đương nhiên biết, nhưng là... Cung Mạnh Hiền cười khổ. Không có thời gian. Đường môn chỉ cho có 3 tháng thuốc giải. Nói một cách khác, bọn họ chỉ cho chúng ta 3 tháng. Có thời gian hạn chế sẽ không đủ thời gian tìm người giúp đỡ. Ta chỉ có thể bên đường gặp phải ai thì nhờ người đó. Kia... Cung Tuyết Lăng lại ngoái đầu nhìn lại liếc một cái. Hà Hậu Lam lại tại sao lại đến? Cha cũng không có báo cho hắn biết, hắn là từ chỗ Hải Công Tử biết được chuyện này,
sau đó cùng Hải công tử cùng nơi đến đây. Hắn vì sao đến đây cha cũng không biết, khi đến đây hắn chỉ nói một câu. Nói cái gì? Hắn muốn cho con biết. Cung Mạnh Hiền nhìn chằm chằm Cung Tuyết Lăng, ánh mắt kỳ dị. Ngay lúc này, nam nhân không biết võ công căn bản không đáng tin, con có thể ỷ lại vào nam nhân biết võ công. Cung Tuyết Lăng không biết nên khóc hay cười. Hắn nói lời này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cung Mạnh Hiền hừ hừ. Đây phải là do cha hỏi con mới đúng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cha, xin đừng dùng cái loại ánh mắt nhìn hỏi con có phải hồng hạnh trèo tường ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt được không? Cung Tuyết Lăng tức giận nói. Cha muốn biết hắn muốn làm gì? Rất đơn giản. Hắn không cam lòng con chủ động buông tha cho hắn mà gả cho Tiếu ca, hắn cảm thấy bị xem nhẹ và thật mất mặt. Cho nên hắn muốn như thế nào? Muốn chứng minh con sai lầm rồi. Sau đó hắn là có thể đắc ý cười ha ha. Lăng nhi, đừng quên con đã làm vợ, làm mẹ người ta. Cung Tuyết Lăng ánh mắt đảo lộn một chút, con mới 18 tuổi. Vẫn chưa tới tuổi hay quên, nên sẽ không quên, cũng không thể có thể quên. Cung Mạnh Hiền nghiêm túc vuốt cằm. Như vậy, cách hắn xa một chút. Yên tâm, con ngay cả nói cũng không muốn cùng hắn nói. Cung Tuyết Lăng thật mạnh nói, nếu không phải cần hắn hỗ trợ, con còn muốn đuổi hắn đi nữa kìa. Như vậy cũng tốt. Cung Mạnh Hiền yên tâm gật gật đầu, lại như có suy nghĩ gì nhăn đầu lông mày. Lúc trước khi con lập gia đình, cha vẫn cho là Hạ Hầu Lam là một thanh niên vĩ đại xuất sắc. Nhưng hiện tại cha không cho là như vậy rồi, nay cha mới nhìn rõ ràng, hắn dường như rất ngạo mạn, hay thế gia đệ tử giống nhau, trưởng thành trong hoàn cảnh giàu có, cũng không quan tâm đến vấn đề cuộc sống, mà hắn duy nhất để ý chỉ có chuyện, hư vinh bên ngoài. Bởi vì Tiếu ca giản dị lại thân thiết, cùng hắn vừa so sánh, Hạ Hầu Lam khuyết điểm liền đều bị chúng ta thấy được. Cung Tuyết Lăng cười khe nháy mắt mấy cái. Đúng không? Xác thực. Cung Mạnh Hiền nở nụ cười. Con rể mặc dù chỉ là nông dân, nhưng sự thật lại rất thành thật, làm việc làm người cũng rất có lòng, nên đem so với những thế gia đệ tử thật chỉ có hơn. Mới đầu ta lo lắng con gả cho nông dân sẽ chịu khổ nhiều, nhưng nay cha lại không thể không thấy may mắn. May mắn là con gả cho con rể. Cho dù Tiếu ca không biết võ công. Cung Mạnh Hiền than nhẹ, cười khổ. Nếu không phải biểu ca, biểu tỷ con bị làm hư rồi, chúng ta làm sao cần người biết võ công? Nghe vậy, Cung Tuyết Lăng không khỏi trầm mặc, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Gặp rắc rối cơ hồ đã trở thành một trong những lạc thú lớn nhất trong cuộc sống của biểu ca, giống như một ngày không tìm điểm phiền toái liền sống không nổi nữa. Mà tất cả đều là sủng nịch cùng dung túng của cô tạo thành, mà trong lòng cô căn bản không cho rằng chính mình sai, còn không ngừng bao che biểu ca, sẽ đem phiền toái giao cho cha nàng đi giải quyết, cuối cùng luôn cha nàng một người ở bên kia hao tổn tâm trí. Bất quá lúc này, bọn họ cũng nên đã bị một chút giáo huấn chứ. Cha, có một chuyện con vẫn không thông nha. Chuyện gì không hiểu? Đường môn tự ý dùng độc, ai không sợ, vì sao không chính mình đi đến Bách Hiểu hội lấy hộp ngọc ngàn năm, đi độc long cốc tìm xà chi huyết lan, chẳng phải nhanh hơn hay? Bởi vì bọn họ rất giảo hoạt, phải biết rằng, trên giang hồ mặc dù mọi người đều sợ đường môn, nhưng kỳ thật người trong gia tộc của bọn họ đều không phải là tất cả đều biết võ công, có thể tự ý dùng độc. Chỉ có người phụ trách bên ngoài, mặt khác bọn họ cũng muốn sống yên ổn. Nếu bọn họ không cẩn thận làm nhiều người tức giận, khiến cho võ lâm đồng đạo liên thủ đối phó đường môn, đến lúc đó cho dù bọn họ giỏi dùng độc, chỉ sợ cũng là cục diện lưỡng bại câu thương, cho nên bọn họ để người khác ra mặt, miễn cho cùng các bang hội môn phái làm địch nhân. Cung Tuyết Lăng bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp, bây giờ là chúng ta đi đối mặt với Bách Hiểu hội sẽ trở địch nhân là chúng ta, không phải là đường môn. Đúng là như thế. Cung Mạnh Hiền tán dương vuốt cằm. Về phần độc long cốc, lời đồn đãi đã lâu, đó là một chỗ thần bí có đi mà không có về, không có ai biết bên trong đó rốt cuộc có cái gì hoặc người đáng sợ hoặc quái vật gì,
nên căn bản không biết đối mặt sẽ là cái gì, cho dù bọn họ giỏi dùng độc thì sao? Bởi vậy, Đường Môn cũng không dám dễ dàng đi mạo hiểm. Đúng vậy. Vì thế đẩy chúng ta đi mạo hiểm. Đúng vậy. Đê tiện. Xác thực. Hạ lưu. Đúng thế. Nhưng ngu xuẩn nhất là biểu ca cùng biểu tỷ. Cha cũng đồng ý. Như vậy, rõ ràng có thể đem tay chân bọn họ chém đứt đi. Như vậy, bọn họ sẽ không biện pháp ở bên ngoài gây họa. Cha cho rằng như thế nào, cha? Ý kiến hay, nhưng là... Ai xuống tay? Sao? Cô gia, ngài muốn đi tìm tiểu thư sao? Đúng vậy, lão bà chạy, ta tự nhiên phải tìm nàng trở về. Vậy tại sao lại đem theo tôn tiểu thư đi? Tôn tiểu thư chỉ là một đứa trẻ thôi nha. Bởi vì ta có khả năng không trở lại. Sao? Con của ngươi chịu giúp ta coi ruộng vườn, ta thực cảm kích. Nếu ta trước lễ mừng năm mới trở về, lúa thu hoạch được toàn bộ điều cho hắn. Nhưng nếu ta qua sang năm còn chưa có trở lại, như vậy, tất cả mọi thứ nơi này bao gồm ruộng vườn, nhà ở điều cho hắn tất cả. Nhưng, cô gia, ngài không trở lại thì đi đâu? Còn có thể đi đâu mà đi, đương nhiên là về nhà làm ruộng nha. Nên trở về nhà. Tuy rằng còn chưa sinh được con trai, nhưng cha biết hắn thành thân rồi, lập tức phái người đưa tin cho hắn, thúc giục hắn mang vợ về nhà bái kiến cha mẹ chồng, mặc dù có điểm không cam lòng. Bất quá, quên đi, nếu cha đã như vậy, hắn là con liền khoan hồng độ lượng, tha thứ cho cha một lần đi. Nhưng là hắn cũng không thể nói đi là đi, cho dù lão bà không phản đối, nhạc phụ đại nhân cũng sẽ luyến tiếc, dù sao cũng phải đợi thời cơ thích hợp mới có thể đi được. Mà bây giờ, đúng là thời cơ tốt nhất rồi.